Đó chính là một số nơi trên thế giới nhận được lượng mưa dồi dào. Chứ nhận được lượng mưa dồi dào là gì? Thầy đã dạy chưa? Đó chính là gì? Some parts of the world. Được chưa? Nhận được lượng mưa dồi dào. Get in. Dồi dào là gì các bạn nhớ không? Abundance of, lượng mưa. Rain, mấy bạn nhớ. In abundance of là một cái lượng gì đó dồi dào. Ok, nhớ là cái lượng, thường là cái lượng nha. Rồi, một số nơi trên thế giới thì nhận được lượng mưa nhiều, trong khi why hoặc là whereas chưa, cái nào cũng được đúng không? Whereas, ok, những nơi khác. Ok, mình có chữ nơi là chữ parts đúng không? Nhưng bây giờ thầy lặp lại rồi. Bây giờ thay vì thầy dùng chữ are the part như thế này, đúng không? Đó thì thầy không muốn lặp lại chữ parts nữa, thầy nhiệm vụ thầy bỏ chữ part đi và thầy chỉ còn thêm gì thôi? Thêm s others, là nhìn vô là biết những nơi khác rồi. Được chưa? Đó, những nơi khác thì nhận ít, get little, được chưa? Hoặc là không. Hoặc là không, không là gì đấy? Đương nhiên chắc chắn là gì? Không, không có nước mưa đúng không? Thay vì thầy nói là or no rain. Được chưa? Đó, bây giờ thầy lập chữ rain rồi, đúng không? Thì rõ ràng là một nơi, một số nơi thì nhận lượng mưa nhiều, được chưa? Còn một số nơi thì lại không có hoặc là nhận ít, thì chắc chắn là nhận gì? Chắc chắn là nhận mưa rồi, cho nên là thầy bỏ no or rain đi, mà không được cái chữ no. Chữ no sau nó là phải có danh từ thì phải biến thành chữ nên cho thầy. Thầy đã dạy chưa? Đó, thầy chỉ ôn lại thôi. Ổn ha, đó chính là chữ why và chữ whereas. Các bạn đã rõ rồi đúng không? Rồi, sau đó thầy còn dạy các bạn cái gì nữa? Đó chính là chữ which như thế này. Đây, được chưa? Đó là dùng để làm gì? Cái điều này, ví dụ như là Tom was late, Tom đi trễ. That, cái điều đó khiến cho tôi ngạc nhiên. Được chưa? Bởi vì bình thường là nó đi sớm đúng không? Nhưng ngày hôm nay nó đi trễ. Cái điều đó là cái điều nào? Là nguyên cái vế phía trước. Ok, đó là thầy ngăn cách nó bằng hai câu. Được chưa? Sử dụng hai câu và ngăn cách bằng dấu dấu chấm như thế này. Được chưa? Nhưng mà giờ thầy không muốn mà ngăn cách hai câu nữa. Ok, thầy muốn cho nó thành một câu. Được chưa? Đó, thầy ngăn cách bằng dấu phẩy và thay vì thầy dùng chữ that, thầy sẽ dùng chữ which. Chữ which dùng để nó thay thế cho cái vế phía trước, cái điều này. Được chưa? Đó, thì sau which sẽ phải là một cái động từ hoặc là một động từ to be. Được chưa? Tom was late, which surprised me. Rồi phải có dấu phẩy thầy cái điều này. Được chưa? Cái điều này là cái điều nào? Đó chính là cái việc, đó chính là Tom bị đi trễ. Ok, rồi câu tiếp theo. The elevator. Elevator là gì nhớ không? Đó chính là cái thang máy. Đúng không? Đó rồi, thầy hướng dẫn các bạn thang thang đi bộ là gì? Thang bộ là gì nhớ không? Đó chính là stairs. Đúng không? Rồi sau đó thầy dạy các bạn là gì? Trên lầu là gì? Upstairs. Rồi dưới lầu là gì? Downstairs. Đúng không? Dính liền như thầy. Ok ha. Rồi the elevator is out of order. Out of order là gì? Nhớ không? Đó chính là nó không, nó bị hư, nó không được sử dụng. Được chưa? Tạm thời là nó bị hư. Đó, cái này là chỉ dùng chữ out of order khi nào đó chính là một cái đối tượng, đồ vật, cái máy móc, thường là cái máy móc, được chưa, mà sử dụng chung mà nó bị hư. Nhớ nha, sử dụng chung và nó bị hư. Ok, đó chính là out of order. Thầy có dạy mấy bạn chữ order là thứ tự, thầy dạy đúng không? Vậy out of order là gì? Không có thứ tự, mà không có thứ tự mà liên quan tới máy móc, mà không có thứ tự không có là máy móc nó bị hư. Được chưa? Đó thì ôn lại thôi. Thì cái thang máy nó bị hư. Ok, cái điều này, this is too bad, điều này thiệt là tệ. Ok, thay vì thầy dùng chữ this ngăn cách bằng dấu chấm. Ok, thầy phải cái điều này là điều nào? Đó chính là nguyên cái vế phía trước. Ok, cái điều này thật là tệ. Được chưa? Đó chính là chữ wish dùng để là gì đây? Mình bổ nghĩa nguyên cho cái vế phía trước. Rõ ràng là bổ nghĩa nè. Được chưa? Đúng ha, cái điều này. Rồi. Thì thầy cũng để cho các bạn làm bài tập rồi. Cái bài này hình như thầy, hình như cái bài này thầy chưa sửa hay sao á, đúng không ta? Hình như bài này thầy chưa sửa nè. Nói chung là bữa giờ thầy bận quá. Soạn bài mấy lớp này rồi sau đó là sửa bài của các bạn nữa, cho nên là không có kịp thời gian để sửa các bạn. Ok, thì thầy cố gắng ngày mai thì thầy sẽ sửa hết cho các bạn luôn. Ok ha. Rồi, những bài này hình như chưa sửa thì thầy sẽ sửa sau luôn. Rồi, còn bài nào nữa không? Rồi, bài này nữa. Đó chính là mệnh đề quan hệ. Được không? Mệnh đề quan hệ thôi thầy ôn lại cho các bạn luôn. Bởi vì có bữa cũng có bạn là vẫn chưa rõ về cái vụ này. Ok, vẫn chưa rõ một chút xíu. Bây giờ thầy chỉ còn bây giờ mấy đứa cũng chẳng còn hiểu là mệnh đề là quan hệ nó là cái gì. Được chưa? Đó, bây giờ thầy chỉ còn đưa cho mấy đứa hai cái ví dụ như thế này thôi. Mấy đứa chỉ còn hiểu đơn giản như thế này thôi. Ok, bữa giờ là thầy đã phân tích cho mấy đứa hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó chính là gì? Đó chính là người, và trường hợp thứ hai là vật. Nếu mà người thì là who, để chứ còn vật là which. Nếu mà vừa người vừa vật mình có thể chơi chữ that luôn cũng được.
Ok, nhưng sau đó mình chẻ ra hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên, đây mấy bạn nhìn. Đây, ví dụ trường hợp này. The assistant apologized to me. Who is my aunt? Thì mấy bạn chỉ cần để ý cho thầy. Cái vế mà sau chữ who. Ok, cái vế của sau chữ who nó là, nếu mà nó là động từ hoặc là nó là một cái động từ to be, mấy bạn nhớ nha, là động từ hoặc động từ to be. Ok, thì chữ who này nó đóng vai trò là chủ ngữ. Được chưa? Đó, các bạn chỉ nhớ thầy phải coi phía sau nó là động từ hay động từ to be, rõ ràng là y là động từ to be nè. Ok, thì who nó mang chức năng là chủ ngữ. Được chưa? Chủ ngữ là cái vế phía phía này đang nói về ai đây? Cái vế này đang nói về Mia. Được chưa? Là cái vế phía sau nó có liên hệ tới cái người ở phía trước. Đó. Ok, thì rõ ràng đây cái vế sau chữ who nè. Ok, is talking to Lisa. Cái chủ ngữ là gì? The pilot, đúng không? Đó, nhưng mà cái vế phía sau nó có liên quan với phía trước không? Có, bởi vì phía sau nó mấy đứa có thấy nè, to be nè, rõ ràng nè. Được chưa? Is talking to Lisa thì nguyên cái này. Đó, nếu mà sau nó là động từ hoặc là động từ to be. Được chưa? Thì cái này thầy sẽ dùng liên nó sẽ cái vế phía sau nó sẽ liên quan tới cái vế phía trước. Đang nói về cái chủ ngữ phía trước, về cái đối tượng phía trước. Mấy bạn ổn ha? Đó, nhưng mà cái bài này về người cho nên thầy sẽ dùng chữ who hoặc là chữ that. Bởi vì that là chơi cả người hay vật cũng được. Đúng không? Đó, đối với trường hợp này đó chính là who that đóng vai trò là chủ ngữ. Được chưa? Bởi vì phía sau nó động từ nè, động từ to be nè. Ok, rồi. Được chưa? Rồi chuyển sang đối với trường hợp là vật. Ok, vật thì chắc chắn là dùng chữ which rồi. Được chưa? Thì các bạn coi sau chữ which nè, mình có phía trước là cái gì? Danh từ là chủ ngữ là gì? The root. Đúng không? Có chủ ngữ là gì? The root nè. Ok, cái vế phía sau này nó có nói về cái chủ ngữ root không? Có không? Có. Đúng không? Bởi vì sau nó là to be nè. Được chưa? Đó, the road which is along the beach, cái nào mà dọc bãi biển đó chính là cái đường nè. Được chưa? Thì cái nghĩa có phía sau này nó bổ nghĩa cho cái chủ ngữ này. Ổn ha? Đó, rồi. Rồi các bạn nhớ cụm on the ground là gì không? Thầy đã dạy các bạn chữ ground nó là gì? Đó chính là mặt đất, đúng không? Mặt đất đồng nghĩa với cái gì? Đó chính là chữ earth. Được chưa? Nếu mà earth mà không viết hoa thì nó sẽ là earth mà không viết hoa nó mang nghĩa là đất nha. Ok, nhưng mà earth mà viết hoa là gì? Là trái đất. Được chưa? Trái đất là một cái hành tinh là gì các bạn nhớ không? Planet. Được chưa? Rồi sau đó thầy còn dạy các bạn lục địa là gì? Continent. Đúng không? Đó. Ok, lục địa là continent hoặc châu lục. Ok, còn hành tinh là planet, thầy dạy rồi thầy ôn lại thôi. Ổn ha? Thì đối với trường hợp này on the ground nó còn mang nghĩa là mặt đất đúng không? Nó phải là gì? Đó chính là ở tầng trệt. Các bạn nhớ nha, tầng trệt thì ngay mặt đất chứ đâu nữa. Ổn ha? Đó, đó đối với trường hợp mà which hoặc là who hoặc là that đóng vai trò là chủ ngữ. Được chưa? Đó, đóng vai trò chủ ngữ khi nào? Khi phía sau nó, cái vế phía sau nó có liên quan tới cái đối tượng phía trước chữ who hoặc là chữ that hoặc là chữ which. Ổn ha? Còn đối với trường hợp mà mấy bạn coi nè. Asia is the next continent. Được chưa? Là mình có continent nãy thầy nói là đó chính là châu lục. Đúng không? Đây là một đây châu lục nè, một đây là một cái đối tượng, tại vì mấy bạn chỉ còn nắm ở đây là một đối tượng nè. Được chưa? Còn phía sau nó, sau chữ wish và chữ that là gì? Đây là người, là chủ ngữ, cái phía sau nó còn động từ nữa không? Không. Là nó là một cái gì đây? Một cái chủ ngữ mới rồi nè, các bạn thấy không? Đó, ai là một chủ ngữ mới rồi? Được chưa? Đó, đối với trường hợp này thì cái vế phía sau này I plan to explore. Ok, nó không có liên quan gì tới cái continent hết. Đúng không? Rõ ràng cái kia hồi nãy thầy nói đó chính là phía sau nó có to be hoặc là động từ to be. Ok, thì phía sau đó thì chắc chắn nó sẽ liên quan tới cái đối tượng phía trước. Nhưng mà đây rõ ràng còn liên quan gì nữa đâu. Được chưa? Đó. Ok, mặc dù là mình vẫn sử dụng wish và that nhưng mà cách sử dụng nó sẽ khác nhau. Ok, cái tình huống nó sẽ khác nhau, các bạn hiểu ha? Ổn đó. Rồi, đó là đối với trường hợp vật. Ok, đối với trường hợp là người thì như thế nào? Thầy có thể dùng chữ who. Được chưa? Hoặc là thầy dùng chữ that hoặc là thầy dùng chữ whom. Đối với trường hợp đối tượng là người phía trước này và sau đó nó không có liên quan gì hết cái đối tượng phía trước này, rõ ràng nè, the student who hoặc là whom hoặc là that gì đó, ai lên ai nè, phía sau nó là có một cái chủ ngữ nè, cho nên là thầy không chịu nữa. Nếu mà sau nó là một cái động từ hay động từ to be á, được chưa, thì nó lại liên quan cái trường hợp trên này, là nó rõ ràng nó có liên quan. Đối với trường hợp này còn liên quan nữa không? Không. Được chưa? Đang nói về người khác rồi, đúng không? Đâu còn học sinh nữa đâu. Được chưa? Các bạn nhớ không? Ổn ha? Thì đối với cái trường hợp này thì đối với người thầy thầy thay vì thầy dùng chữ who, thầy có thể dùng chữ whom được hoặc là thầy dùng chữ that. Ok. Đó, nhưng mà ủa, các bạn sẽ đặt câu hỏi, ủa vậy là bây giờ cái này who? Cái trên này cũng who, ủa có gì đâu khác? Khác chứ, đúng không? Rõ ràng là khác. Khác ở điểm nào? Đó chính là tụi mình có thể gì? Loại bỏ được. Loại bỏ mệnh đề quan hệ who, whom hoặc là that được. Đối với trường hợp nào? Đối với trường hợp phía sau nó là một cái chủ ngữ khác.
Được chưa? Đó, phía sau nó là một chủ ngữ khác. Ổn ha? Thì mình có thể loại bỏ được. Được chưa? Ví dụ câu này thay vì thầy nói the student who hoặc là whom I lend some money. Được chưa? Thì thầy nhiệm vụ thầy bỏ này, bởi vì sau nó có một cái tân ngữ nữa. Được chưa? Cái chủ ngữ mới nè, cho nên bỏ luôn. Được chưa? Bỏ gì? Who, whom, that thì thầy sẽ nói nhanh gọn là gì? Đó, the student I lend some money. Được chưa? Đó, cái kiểu. Ổn ha? Thầy có bỏ. Ok ha. Rồi. Rồi đối với trường hợp này có bỏ được không? Không. Được chưa? Bởi vì phía sau nó có to be nè, không được. Được chưa? Mình không thể nói là the assistant apologized to me is my aunt là không được. Tuyệt đối là không được. Phải có là mệnh đề quan hệ who ngay đây. Bởi vì cái câu phía sau này đang nói về cái người phía trước này mà. Bởi vì cái này hai câu. Rõ ràng nó mấy đứa tưởng tượng nó có hai vế. Được chưa? Vế đầu tiên là gì? Người người phụ tá, đây người phụ tá hoặc là người trợ lý. Xin lỗi Mia là vế đầu tiên. Được chưa? Vế thứ hai là gì? Là gì của tôi. Được chưa? Đó cho nên là đang nói về một người, cho nên là không được mà bỏ chữ who được. Mấy bạn nhớ nha. Đó thì các bạn đã tưởng tượng được không? Rồi. Ok thì thầy sẽ cái bài những bài tập về cái bài này thì thầy sẽ nói sau nha. Thầy sẽ gửi sau cho các bạn. Rồi. Ôn rồi đúng không? Rồi bây giờ ngày hôm nay mình cũng sẽ ôn chút xíu nữa. Bây giờ thầy sẽ ôn chút xíu nữa. Ôn về cái gì? Đó chính là hiện tại hoàn thành. Để chơi ngày nào cũng phải nói cho các bạn, để cho các bạn thấm. Chứ không nói cái là quên liền. Được chưa? Rồi hiện tại hoàn thành, bữa giờ ngay cái buổi đầu tiên thầy dạy hiện tại hoàn thành dùng để làm gì? Ok thầy nói lại, thầy nói chậm lại ha. Hiện tại hoàn thành cách dùng đầu tiên đó là dùng để diễn tả một việc đã xảy ra ở trong quá khứ, không có thời điểm cụ thể. Được chưa? Và nó vẫn có cái kết quả ở hiện tại. Được chưa? Đã xảy ra trong quá khứ. Được chưa? Và tới giờ vẫn còn cái kết quả. Giống như quý ví dụ trước giờ thầy nói các bạn là gì? À tôi vừa mới mua cái vé xem phim. Được chưa? Vừa mới mua xem phim. Cái việc mua đã xảy ra chứ? Rồi, nhưng mà nó có thời gian cấp xác định không? Không. Ok, và kết quả hiện tại là gì? Tay đang cầm cái vé xem phim và chuẩn bị vô coi phim. Hiểu chưa mấy bạn? Được chưa? Đó, ok. Hoặc là thêm một cái nữa, đó chính là cái gì? Mà mình ôn lại từ vựng, đó chính là trận mưa lớn đêm qua. Không đêm qua, trận mưa lớn đã gây thiệt hại cho ngôi nhà của tôi. Được chưa? Hoặc là phá hoại cái ngôi nhà của tôi. Được chưa? Trận mưa lớn đã phá hoại cái ngôi nhà của tôi. Được chưa? Đó bây giờ rõ ràng mấy bạn coi nè, bây giờ có cái việc mà nó phá hoại là phá hoại chưa? Rồi. Ok, nhưng mà có thời điểm cụ thể xác định không? Không. Và tới giờ nó vẫn còn có kết quả không? Có. Là như nào? Là bây giờ nhà tan hoang nữa. Được chưa? Cho nên thầy sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Ok, nói như nào? The, ví dụ như là trận mưa lớn, thầy dùng cái gì? Lớn là gì? Không có big nha, không có big grand nha. Được chưa? Trận mưa lớn thầy sẽ dùng là the heavy rain. Được chưa? Đó, the heavy rain là trận mưa lớn. Mình có trận mưa là danh từ là rain nè. Lớn là tính từ. Ok, một khi tính từ nó phải đứng trước danh từ trong tiếng Anh. Được chưa? The heavy rain. Được chưa? Mà cái này chủ ngữ số ít. Ok, cho nên phải dùng chữ has. Rồi sau đó động từ phải động từ cục 3 nha các bạn. Has gì đây? Phá hủy hoặc là thiệt hại là gì? Damaged. Đúng không? Nhớ không? Mà cục 3 của nó chỉ còn thêm D thôi. Được chưa? The heavy rain has damaged nhà của tôi, my house, như thế này thôi. Ok. Đó là mặt nó đã phá hủy rồi. Ok, nhưng mà không có thời gian địa điểm cụ thể. Ok, và kết quả nó vẫn còn là nhà bây giờ tan hoang rồi. Được chưa? Đó, nhưng mà bây giờ các bạn nói là năm ngoái trận bão nó đã phá hủy căn nhà của tôi. Ok, vậy năm ngoái rồi, nó có thời điểm cụ thể rồi. Đúng không? Rõ ràng là năm ngoái rồi, cho nên thầy phải dùng gì? Quá khứ đơn. Được chưa? Bây giờ thầy đã nói quá khứ đơn dùng để diễn tả một việc xảy ra trong quá khứ và kết thúc ở trong quá khứ rồi. Ok, tới giờ nó không còn hậu quả nữa, bây giờ một năm rồi mà còn còn tan quan nữa đâu, bây giờ có thể các bạn xây nhà mới rồi. Mấy bạn hiểu chưa? Đó. Ok, hoặc là gì nữa? Đó chính là giờ thầy sẽ ôn cái từ đó chính là từ kích hoạt. Ví dụ như là mình mới mua một cái điện thoại iPhone 12 mới đi. Được chưa? Đó thì thầy nói là à tôi vừa mới mua đúng không? Mới mua rồi sau đó tôi đã kích hoạt cái điện thoại của tôi. Tôi đã kích hoạt. Ok, thì kích hoạt bây giờ nó vẫn còn kết quả hiện tại này, kích hoạt vừa mới lên nè. Được chưa? Đó, đâu thầy có đâu thầy đâu có nói là thầy kích hoạt nó khi nào đâu. Ok, khi nào trong quá khứ đâu, cho nên thầy sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Ok, thầy có chữ kích hoạt là từ gì nhớ không? Vậy là tôi đã kích hoạt, I have gì đây? Activated. Mình có activate là kích hoạt này nhớ không? Đó vậy, mình quá hiện tại hoàn thành phải dùng động từ cục 3 là chỉ còn thêm D thôi. Được chưa? I have activated my new phone. Đơn giản. Được chưa? Nếu mà mấy đứa nói là tôi đã kích hoạt điện thoại tôi ngày hôm qua
thì sẽ dùng quá khứ được, bởi vì ngày hôm qua mà xác định rồi, được chứ, hiểu không? Ổn mà. Đó rồi, đó là cách dùng đầu tiên của hiện tại hoàn thành. Cách dùng thứ hai của hiện tại hoàn thành nó dùng để diễn tả một việc vừa mới xảy ra, hiểu không? Một việc vừa mới xảy ra, ok, vừa mới xảy ra nó vẫn có cái gọi là cái kết quả ở hiện tại, được chưa? Đối với trường hợp mà việc vừa mới xảy ra, các bạn có thể dùng quá khứ đơn hoặc là hiện tại hoàn thành, đúng không? Thầy nói rồi, người Mỹ người ta sẽ dùng quá khứ đơn, ok, còn người Anh thường người ta sẽ dùng hiện tại hoàn thành, được chưa? Và dấu hiệu của việc vừa mới xảy ra là gì hoặc là đã xảy ra là gì? Đầu tiên thầy có là gì? Just, vừa mới nè, được chưa? Tôi vừa mới, just sẽ đứng giữa chữ have và chữ had, chữ have vào cái động từ cục 3, I have just had lunch là tôi vừa mới ăn cơm. Nhưng mà người Mỹ người ta chỉ dùng bỏ, người ta dùng không còn dùng hiện tại hoàn thành, người ta nói là I just had lunch, mấy bạn hiểu không? Đó, vậy câu hỏi thì nhiệm vụ trả lời có hay không thì mấy bạn quăng cái have hoặc là cái has lên đầu thôi, động từ vẫn giữ nguyên. Ổn mà. Đó, hello, have you just arrived? Ủa, mày mới tới hả? Ok, tưởng tượng được ha. Rồi sau đó thì có chữ already là chữ đã. Được chưa? Là cái việc mình đã rồi, mình đã trả rồi nhưng mà mình không muốn xác định thời điểm cụ thể, mình có thể dùng hiện tại hoàn thành. Ok, hoặc là quá khứ đơn cũng được, không sao. Được chưa? Đó, rồi. Nhưng mà đối với trường hợp Z, ok, Z thì hiện tại các bạn chỉ cần biết thôi nha. Hiện tại các bạn chỉ cần biết đó gì, nó sẽ dùng sử dụng trong hiện tại hoàn thành, nó sẽ không dùng trong quá khứ nha. Ok, đó, hiện tại chừng biết như vậy thôi. Ổn ha? Đó, ví dụ như là mày ăn cơm chưa? Được chưa, là gì? Have you, ăn là gì? Eat đâu không? Eat tình cục ba đúng không? Have you eaten chưa? Yet. Ok, cho nên yet sẽ dùng trong câu hỏi. Hoặc là nó đã hết mưa chưa? Has it stopped raining yet? Tại sao raining thêm yên? Bởi vì sau stop là động từ phải thêm yên. Được chưa? Đó, ok, trời đã hết mưa chưa? Ok, đó, bởi vì chủ ngữ là it cho nên phải dùng chữ has, mấy bạn hiểu không? Rồi tiếp tục, yet dùng trong hiện tại hoàn thành mà nó là phủ định. Ví dụ là tôi chưa ăn gì đó, tôi chưa gửi gì đó. Được chưa? Đó cho nên yet không thể nào mà mấy đứa sử dụng trong khẳng định được. Đúng không? Khẳng định chưa nữa, chưa sao mà khẳng định được? Chưa thì bắt buộc là một là câu hỏi, hai là phủ định. Phủ định là phải có không, mà phủ định của hiện tại hoàn thành là gì? Một là haven, hai là has not. Được chưa? Hasn't đó các bạn, nhớ không? Đó, ok, thì tôi đã viết cái email là tôi vừa mới viết xong á. Ok, và cái kết quả hiện tại là gì? À, viết xong này, bây giờ đã hoàn chỉnh rồi nè. Được chưa? Nó không có thời điểm xác định cụ thể là khi nào. Được chưa? Cho nên thì dùng hiện tại hoàn thành trong câu này. Và cột 3 của write đó chính là written như thế này, các bạn nhớ nha. Nhưng mà tôi vẫn chưa gửi nó, chưa gửi mà. Được chưa? Có yes cái là hiện tại hoàn thành liền như thế này. Ổn ha? Đó là cách dùng của hiện tại hoàn thành bữa mình học, đúng không? Đó, rồi. Bây giờ thầy sẽ ôn lại cái bài hồi bữa mà mình học, đó chính là bài này, hiện tại hoàn thành nữa. Ngày hôm nay mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành hiện tại hoàn thành cho thầy luôn. Ok, rồi, hiện tại hoàn thành nó còn dùng để diễn tả gì nữa? Hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả một cái kinh nghiệm, được chưa? Hoặc là một cái sự việc đã xảy ra ở trong quá khứ mà không có thời điểm cụ thể. Được chưa? Kinh nghiệm đó có thể là một kinh nghiệm đã diễn ra hoặc là một kinh nghiệm chưa xảy ra. Đúng không? Nó giống như là à mày đã đọc cuốn sách này chưa? Ok, hoặc là à tao đã đọc cuốn sách này rồi. Được chưa? Đó nó về một cái kinh nghiệm trong quá khứ nhưng mà có thời điểm cụ thể không? Không. Được chưa? Đó, ok ha. Rồi sau đó là mày tôi đã đi Sapa rồi. Ok. Sapa hồi nào? Đâu có nói đâu. Hiện tại hoàn thành, một cái kinh nghiệm mà. Được chưa? Đó cho nên hiện tại hoàn thành cách dùng thứ ba đó chính là dùng để diễn tả một việc một cái kinh nghiệm xảy ra ở trong quá khứ mà không có thời điểm cụ thể. Ok, mà đến một nơi nào đó thầy dùng gì? Have been to. Được chưa? Hoặc là số ít là nếu mà chủ ngữ số ít là she has been to cho thầy. Ok, đó là hiện tại hoàn thành. Ok, dùng để diễn tả một việc một cái kinh nghiệm trong quá khứ. Ổn ha? Đó, mày đọc cuốn sách này chưa? Đó có giờ bạn có bao giờ chơi guitar chưa? Chẳng hạn vậy là một kinh nghiệm nó chưa xảy ra nhưng mà vẫn dùng hiện tại hoàn thành. Ok, ổn ha? Rồi và dấu hiệu đó chính là gì? Đó chính là chữ ever nè, các bạn nhớ không? Ever là dấu hiệu đã từng. Được chứ? Đã từng là dùng như trong hiện tại hoàn thành. Ok, đó, đã từng nó sẽ sử dụng trong câu hỏi. Bạn đã từng ăn caviar là gì? Các bạn nhớ không? Caviar là gì? Đó chính là trứng cá hồi. Đúng không? Là bạn đã ăn trứng cá hồi chứ? Bạn đã từng ăn trứng cá hồi. Thay vì thầy nói là have you eaten caviar? Ok, đó thì thầy thể thêm chữ ever vào cũng được. Vẫn ổn áp. Have you ever eaten caviar? Được chưa? Đó, dấu hiệu là ever nè. Tiếp theo là gì? Never. Hồi bữa thầy đã phân tích cho bạn không bao giờ và chưa bao giờ chưa? Đó, giờ thầy nói lại không bao giờ là gì? Là có thể mình đã thử rồi.
Ok, nhưng mà mình quyết định là từ nay về sau không bao giờ dùng nó nữa. Ví dụ như là tôi không bao giờ ăn mắm tôm, tôi không bao giờ là dùng phải, bởi vì cái này là gì, cái sở thích của mấy đứa, hoặc là gọi là một cái sự thật của mấy đứa. Ok, mấy đứa không thích ăn, ok không bao giờ ăn nữa, là sẽ không bao giờ ăn nữa. Ok, đó là một cái sự thật. Một khi sự thật là gì, mấy đứa dùng hiện tại đơn. Ok, còn đối với trường hợp mà nó là chưa bao giờ, chưa bao giờ là trước giờ mình chưa đụng mà, đúng không? Đó, ok, nói về một kinh nghiệm nó chưa xảy ra, cho nên thầy sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Ok, chưa bao giờ khác không bao giờ, đúng không? Thì tôi chưa bao giờ có một chiếc xe. Ok, thì có thể trong tương lai có, sẽ có, đúng không? Đó, thì gì, mình có thể nói là we have never had a car, được chưa? Đó, rồi ổn ha. Rồi vậy hiện tại hoàn thành nó còn dùng để diễn tả gì nữa? Diễn tả cái việc đó nó được thực hiện bao nhiêu lần. Mấy bạn nhớ nha, hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả một cái việc nào đó được thực hiện bao nhiêu lần. Thầy nói chưa, ví dụ như tắt đèn, à tôi đã đọc cuốn sách này 3 lần rồi, hoặc là bố già tôi đã xem bộ phim này 2 lần rồi, được chưa? Đó, nó sẽ khác đối với trường hợp là 2 lần 1 ngày, 3 lần 1 tháng, 2 lần 1 năm. Cái đó liên quan tới cái thói quen, đúng không? Thói quen nó đi theo với mấy lần 1 năm hay mấy lần 1 tháng. Thói quen thì dùng gì, hiện tại đơn, đúng không? Đó, còn đối với trường hợp này là một cái kinh nghiệm nó đã xảy ra, ok, và nó xảy ra bao nhiêu lần, thầy sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Ổn ha. Đó, ok, thì ví dụ như là Susan really loves that book, bởi vì cái này là liên quan tới gì, sở thích thì phải dùng hiện tại đơn rồi. Ok, đó, Susan thật sự là gì, yêu cái cuốn sách đó. Ok, cô ấy đã đọc nó 3 lần rồi, 3 lần là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành như thế. Ok, thì she phải s, là không phải she is nữa. Ok, mà thầy đã nói rồi, she has viết nhanh gọn là she phải s, mà còn I have viết nhanh gọn là I phải ve nha, chắc biết rồi đúng không? Đó, thì she is red, cột 3 của read, quá khứ của read là red và cột 3 của nó vẫn là red, đúng không? Là cô ấy đã đọc nó 3 lần rồi. Ổn ha? Đó, tưởng tượng nữa đúng không? Rồi, đó là bữa giờ mình học như đó về hiện tại hoàn thành. Rồi, ngày hôm nay mình sẽ học tiếp về hiện tại hoàn thành. Ok, rồi. Rồi bây giờ thầy sẽ nói cho các bạn hiện tại hoàn thành dùng để làm gì. Bây giờ thầy sẽ nói cái định nghĩa cho các bạn trước. Ok nha, định nghĩa của hiện tại hoàn thành, cái cách dùng tiếp theo của hiện tại hoàn thành đó chính là, nghe cho kỹ nha, các bạn từ từ viết nha, thầy nói rồi sau đó khi nào thầy cho viết thì các bạn viết, dùng để diễn tả một việc hay một sự việc đã xảy ra ở trong quá khứ và tới giờ vẫn còn tiếp diễn. Một sự việc đã xảy ra ở trong quá khứ tới giờ vẫn còn tiếp diễn. Một khi mà thầy nói định nghĩa là các bạn sẽ hoang mang, nhưng mà cho ví dụ đơn giản này thôi, là tụi mình mấy đứa đi, mấy đứa học tiếng Anh từ năm lớp mấy, năm lớp 3, giả bộ năm lớp 3 là lúc mấy đứa tầm 10 tuổi đi, được chưa? Đó thì cái lúc mà mấy đứa bắt đầu học tiếng Anh, mấy đứa bắt đầu học tiếng Anh là năm lớp 3. Ok, thì cái việc bắt đầu đó là mấy đứa dùng gì, hiện tại đơn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn hay hiện tại hoàn thành, được chưa? Bởi vì cái việc bắt đầu mấy giờ còn, tới giờ mấy đứa còn bắt đầu nữa không? Không, bây giờ mấy đứa từ năm lớp 3 tới năm 12 là 8 năm rồi, được chưa? 8 năm 9 năm gì rồi, đúng không? Đó, ok, thì cái việc mà mấy đứa bắt đầu phải dùng quá khứ đơn, bởi vì mấy đứa còn bắt đầu ở đó. Ok, thời điểm cụ thể là khi nào? Lúc mấy đứa học lớp 3 là thời điểm cụ thể, là trong quá khứ rồi, cho nên dùng quá khứ đơn. Ok, cho nên từ nay về sau thấy cái gì nó bắt đầu dùng quá khứ đơn như thế, bởi vì bắt đầu giờ còn bắt đầu nữa đâu, đúng không? Đó, rồi thì rõ ràng mấy đứa bắt đầu ở trong quá khứ, tới giờ còn học tiếng Anh không? Còn nếu mà sự việc xảy ra trong quá khứ mà tới giờ vẫn còn tiếp diễn, hiện tại hoàn thành như thầy, được chưa? Đó, ok, thầy ví dụ cái câu đó thì tôi đã học tiếng Anh kể từ khi tôi từ từ lúc tôi còn học lớp 3, được chưa? Thì cái việc mà mấy đứa học tiếng Anh á, thì cái việc đó thầy sẽ dùng hiện tại hoàn thành, bởi vì xảy ra trong quá khứ tới giờ vẫn còn học mà, mấy đứa hiểu không? Đó, ok ha. Rồi, hoặc là cho một cái ví dụ nữa, đó chính là gì, tôi đã sống ở Cam Ranh từ nhỏ tới lớn, được chưa? Hiện tại hoàn thành, sống từ khi đẻ ra trong quá khứ, đẻ ra trong quá khứ nữa, được chưa? Và tới giờ còn đẻ nữa đâu, cho nên phải quá khứ. Ok, và hiện tại vẫn còn sống, được chưa? Cho nên phải dùng hiện tại hoàn thành, đơn giản chưa? Đó, ok, cho nên cái việc sống dùng hiện tại hoàn thành, nhưng mà nó khác, bạn sống ở đâu, được chưa? Bạn sống ở đâu là gì, phải dùng gì mấy đứa, đây là một cái sự thật của một người đấy, đúng không? Bạn sống ở đâu, được chưa? Đâu đang đâu liên quan tới năm nào nào đâu, đúng không? Ok, đó, cho nên thầy dùng hiện tại đâu thì nó, à tôi sống ở Cam Ranh,
khi mà mấy đứa nói là tôi sống ở Cam Ranh bao nhiêu năm đó thì mấy đứa mới dùng hiện tại hoàn thành. Ok, còn mấy đứa nói ở tôi sống ở Cam Ranh là một cái sự thật đó, cho nên thầy chỉ dùng hiện tại đơn I live in Cam Ranh. Mấy bạn hiểu chưa? Nhưng mà nói là tôi đã sống ở Cam Ranh đã 12 năm rồi hoặc là 18 năm rồi thì phải dùng hiện tại hoàn thành. Bởi vì nó đề cập tới việc 18 năm rồi mà tới giờ vẫn còn sống mà. Được chưa? Đó, cho nên thầy sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Mấy bạn tưởng tượng được đúng không? Ok, đó, rồi. Rồi bây giờ thầy sẽ phân tích bây giờ vậy thôi, các bạn viết vô cho thầy luôn nha, viết vào cho thầy. Viết vào cho thầy. Hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả một sự việc đã xảy ra ở trong quá khứ và tới giờ vẫn còn tiếp diễn. Được chưa? Dùng để diễn tả một việc xảy ra trong quá khứ và tới giờ vẫn còn tiếp diễn. Ổn mà. Rồi sau đó các bạn viết cho thầy cái ví dụ đó chính là gì? À, bây giờ mấy đứa chỉ còn nói chỉ còn hiểu vậy thôi. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn tiếp. Bởi vì giờ cho ví dụ thì còn vẫn vẫn chưa được. Bởi vì nó còn học thêm một chút xíu nữa. Đó chính là gì? Đây. Tôi đã học tiếng Anh được 10 năm rồi. Ok, thì cái việc đó dùng hiện tại hoàn thành. Nhưng mà mấy bạn tưởng tượng nè, 10 năm rồi. Ok, thì 10 năm rồi cái này liên quan tới gì? Cái này nó trong hiện tại hoàn thành nó sẽ có hai cái khái niệm. Đầu tiên, đó chính là khoảng thời gian. Được chưa? Các bạn tưởng tượng nha, khoảng thời gian. Và cái thứ hai đó chính là mốc thời gian. Ok, bây giờ thầy viết ra một cái ở trên Word cho các bạn rõ ràng luôn. Các bạn nhớ nha, khoảng thời gian và mốc thời gian. Khoảng thời gian là như thế nào các bạn? Ví dụ 3 ngày, 3 đêm. Được chưa? Rồi gì nữa? 4 năm, 2 thế kỷ. Được chưa? Rồi, còn gì nữa? 3 tuần, 5 tháng. Gì đó, đó là khoảng thời gian. Còn mốc thời gian là gì? Ví dụ năm 2009. Được chưa? Năm mà mấy đứa sinh ra là gì? Ví dụ như là năm 2004 đi. Đó là mốc thời gian. Hoặc là gì nữa? Giáng sinh năm ngoái. Giáng sinh năm ngoái là cái mốc thời gian, không thể nào mà khoảng thời gian được. Khoảng thời gian là bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm đó. Được chưa? Đó, ok. Rồi mốc thời gian nữa là khi nào nữa? Khi mà tôi còn nhỏ. Được chưa? Khi còn tôi còn nhỏ là cái mốc thời gian rồi. Hoặc là lúc mà tôi cưới ai đó là một cái mốc thời gian. Mấy bạn hiểu chưa? Đó, thì mấy bạn phải tưởng tượng được thầy cái khoảng thời gian và mốc thời gian. Được chưa? Rồi, làm sao tại sao lại phải phải phân biệt giữa mốc thời gian và khoảng thời gian? Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn. Đây. Đây, vậy bây giờ thầy nói là tôi đã sống ở Cam Ranh được 12 năm rồi. Ok, chẳng hạn vậy thì giả bộ mấy đứa 17 năm đi. Ok, thầy nói sao? I Ok, tôi đã sống have lived. Được chưa? Sống ở Cam Ranh in CR. Ok, đã 17 năm rồi. Được chưa? Thì cái đối với trường hợp mà nó là khoảng thời gian thì thầy sẽ dùng for. Ok, vậy các bạn viết thêm cho thầy. Ok, đó chính là đối với trường hợp khoảng thời gian sử dụng for cộng cái khoảng thời gian đó. Ok, mấy bạn biết thầy, đối với trường hợp là khoảng thời gian. Ok, thì mình nhanh gọn thôi, khoảng thời gian hai chấm for cộng khoảng thời gian. Được chưa? Vậy 17 năm. 17 years. Được chưa? I have lived in CR for 17 years. Ok ha, tôi đã sống ở Cam Ranh được 17 năm rồi. Ok ha, đó, rồi. Thì hoặc là gì nữa? Tôi đã không ngủ 3 ngày rồi. Được chưa? Thì cái việc mà giải bộ hôm nay ngày mấy đây? Hôm nay là ngày 28. Ok, là cái ngày 25 là mấy đứa bắt đầu không ngủ. Thì cái việc mà mấy đứa bắt đầu không ngủ là quá khứ đơn. Bởi vì ngày ngày 25 là quá khứ rồi đúng không? Thì đã có mốc thời gian chưa? Cụ thể chưa rồi? Là ngày 25 đó, là phải dùng quá khứ đơn. Giờ đâu còn bắt đầu không ngủ nữa đâu, đúng không? Thì cái việc mà mấy đứa bắt đầu không ngủ là dùng quá khứ đơn. Ok, đó, nhưng mà bây giờ tới giờ mấy đứa vẫn không ngủ thì nó vẫn còn tiếp diễn đúng không? Rõ ràng một việc xảy ra trong quá khứ là ngày 25, là tới giờ hiện tại là ngày 28 là vẫn vẫn chưa ngủ. Ok, là vẫn còn tiếp diễn, cho nên là dùng hiện tại hoàn thành thỏa cái trường hợp đó chính là một sự việc xảy ra trong quá khứ và tới giờ vẫn còn tiếp diễn. Đúng không? Đó thì mấy bạn nói là tôi đã không ngủ 3 ngày rồi. Ok, thì nói sao? I have not, đúng không? Mà have not nó nhanh là I haven't. Được chưa? Ngủ, được chưa? Ngủ quá khứ là gì? Slept. Được chưa? Và cột 3 của nó vẫn là slept. Vậy bây giờ mình có gì? Sleep
slept và slept cho thầy. Bạn nào chưa không nhớ cái này thì viết vô ngay cái hai cái mặt cuối cùng của quyển vở của mình đó, viết vô thầy nha. Ok, sleep ngủ nè, rồi thầy viết là chữ sleep, bạn nào không nhớ. Sleep, sleep, slept, slept. Được chưa? Đó, ok. Ổn ha. Rồi là tôi đã không ngủ 3 ngày rồi. Vậy 3 ngày rồi là khoảng thời gian rồi, khoảng thời gian phải dùng for. 3 ngày 3 day. Mà vậy được không? Không, 3 ngày số ít, số nhiều cho nên phải thêm s cho thầy. I haven't slept for 3 days như thế này. Tưởng tượng được chưa mấy bạn? Ok ha. Đó, đó là khoảng thời gian dùng for. Ok, nhưng mà mốc thời gian, ví dụ như là tôi, ví dụ như là có một bạn ở Bắc đi vào trong Cam Ranh ở từ khi mà bạn khoảng là vào năm 2010 là các bạn chuyển vào Cam Ranh ở đi. Ok, tới giờ. Ok, thì cái mốc thời gian là năm 2010. Được chưa? 2010 là một cái mốc thời gian rồi. Được chưa? Đó. Rồi nhưng mà giải bộ vậy thì mình nói như nào? Tôi đã sống ở Cam Ranh kể từ khi, kể từ, mấy bạn nhớ nha, kể từ đó chính là một cái dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Thì các thầy có nói là tôi đã sống ở Cam Ranh, I have lived in Cam Ranh. Kể từ thì thầy sẽ có chữ kể từ, đó chính là chữ since. I have lived in Cam Ranh since năm 2010. Mấy bạn tưởng tượng được chưa? Đó, I have lived in CR Cam Ranh since 2010. Ok, nhớ nha. Đó, thì từ năm 2010 tới giờ còn ở không? Có. Sau 11 năm thì vẫn còn ở. Ok, cho nên là dùng hiện tại hoàn thành. Được chưa? Đó. Ổn ha. Rồi, còn mốc thời gian, một cái mốc thời gian nữa. Tôi đã sống ở Cam Ranh khi tôi 3 tuổi. Giả bộ mấy đứa ở ngoài Bắc đi. Ok, năm 3 tuổi, mấy đứa vô Cam Ranh sống. Ok, cái việc mà mấy đứa bắt đầu tới Cam Ranh sống là gì? Di chuyển tới Cam Ranh sống là gì? Vào năm 2010. Được chưa? Khi mà mấy đứa 3 tuổi, cái đó là quá khứ. Bởi vì mình đâu còn chuyển nữa. Ok, cái việc mà mấy đứa chuyển tới một nơi nào đó, ok, thì kết thúc rồi. Ok, nhưng mà tới giờ vẫn còn sống. Tới giờ vẫn còn sống ở Cam Ranh. Ok, kể từ lúc mấy đứa 3 tuổi là dùng hiện tại hoàn thành. Được chưa? Thì có thể nói là gì? I have lived in Cam Ranh. Được chưa? Kể từ bị mốc thời gian. Kể từ, và mấy bạn nhớ cái việc mà kể từ mà lúc mấy đứa 3 tuổi, 3 tuổi là gì? Quá khứ rồi còn gì nữa. Được chưa? Cho nên là rút ra thầy. Ok, từ từ viết nhà thầy chỉ có nói rồi. Rút ra thầy. Sau since, một là mốc thời gian, hai sau đó là một cái quá khứ đơn. Since gì đấy? I 3 tuổi was. Được chưa? 3 tuổi, 3, đơn giản vậy thôi. Được chưa? Nhớ, trước since là hiện tại hoàn thành và sau since là quá khứ đơn. Mà thầy nghĩ là mấy đứa cứ làm nhiều à, là mấy đứa tự động nhớ. Ở trên trường là gì học à? Các bạn cấu trúc ở chủ ngữ, rồi sau đó ha, rồi động từ cụm 3, rồi sau như thế nào đó. Học thầy là không có ít, thầy rất là ít xài những cái gọi là cấu trúc. Cấu trúc khiến cho mấy đứa cảm thấy là khó nhớ lắm. Chỉ cần có ví dụ là mấy đứa hiểu, một khi hiểu cái là biết làm à. Được chưa? Đừng có biết cấu trúc. Được chưa? Đó, ok, bởi vì giờ thầy nói trước sinh á, trước sinh là phải là hiện tại hoàn thành, sau sinh là quá khứ, mà thầy mấy đứa nghĩ là ngày mai mấy đứa có nhớ nổi không? Không đâu. Được chưa? Cứ làm nhiều á là tự động biết à. Ok, thì kể từ khi mấy đứa có thể tưởng tượng được mà, kể từ khi mà tôi 3 tuổi, 3 tuổi là quá khứ rồi, giờ còn 3 tuổi đâu, giờ là 17 tuổi rồi. Đúng không? Đó, rồi bây giờ các bạn viết cho thầy, hồi nãy thầy đã cho các bạn viết chữ for đúng không? For là cộng khoảng thời gian. Được chưa? Đó kiểu như là một cái cấu trúc rất là dễ đúng không? Đó, cái cấu trúc đơn giản thôi. Ok, rồi viết thêm thầy, đó chính là since. Viết mở ngoặc ra, kể từ. Since, mở ngoặc ra, kể từ, cộng mốc thời gian. Được chưa? Rồi mốc thời gian rồi, các dạng viết vô. Mốc thời gian là gì đầu tiên? 2010. Được chưa? Mốc thời gian tiếp theo, đó chính là ví dụ như là last Christmas, Giáng sinh năm ngoái. Được chưa? Christmas, Giáng sinh năm ngoái là một cái dấu mốc mốc thời gian rồi còn gì nữa? Được chưa? Rồi còn gì nữa? Ví dụ như là tháng 2. Được chưa? Đó, ví dụ như là tháng 5 đi cho nó dễ. May. Được chưa? Ví dụ May, một cái dấu mốc thời gian nè. Ổn ha? Một cái tháng nè. Ok. Rồi, hoặc là một cái sau đó là một cái vế nữa, cái vế phía sau này. Được chưa? Đó thì thầy nghĩ tới đây là được rồi. Ổn ha? Đó, rồi. Thì since, mở ngoặc, kể từ, cộng mốc thời gian. Mốc thời gian là gì? Mở ngoặc, ví dụ thầy. Chỉ còn mấy cái mốc thời gian đơn giản thôi. Được chưa? Đó, hoặc là kể từ thế chiến thứ nhất. Được chưa? Vì giả bộ đi. Kể, con người đã phát minh ra rất là nhiều những cái gọi là những cái phát minh. Để, những cái con người đã sáng tạo ra nhiều cái phát minh kể từ thế chiến thứ hai.
Được chưa? Thì thế chiến thứ hai thì nó là gì? Nó là dấu hiệu của, nó là một cái mốc thời gian rồi, chế chiến thứ hai. Được chưa? Mà tới giờ còn không? Có. Là bắt đầu ở từ khi tới thế chiến thứ hai và tới giờ vẫn còn sáng tạo, vẫn còn chế ra, phát minh ra. Đúng không? Đó, ổn ha. Rồi ôn lại cái phần phát minh là gì? Invention đó, ôn lại các bạn, cái học xong là quên đó. Invention là gì? Cái phát minh hoặc là sự phát minh. Được chưa? Đó, phát minh hoặc là sự phát minh. Còn người phát minh là gì? Inventor. Được chưa? Rồi động từ phát minh là gì? Invent đó, thầy dạy rồi đó. Bạn nào không nhớ thì viết lại. Danh từ invention là sự phát minh hoặc là cái phát minh. Ok, rồi inventor đó chính là người phát minh, và invent đó chính là động từ là phát minh hoặc là sáng chế ra. Ok, và các bạn nhớ là chữ or là dấu hiệu của người nha các bạn. Từ nay về sau tôi thấy or là người như thế. Ổn ha, đó invention nhớ thầy được, thầy đã dạy đúng không? Đó thì nhớ lại thầy. Đó, ok. Rồi, rồi viết thêm thầy, nãy thầy nói rồi, sau since là một cái dấu mốc thời gian đúng không? Rồi sau đó là có thể là một cái vế nữa. Được chưa? Và viết thêm thầy, sau since phải là một vế quá khứ đơn. Được chưa? Sau since là một mệnh đề đi, sau since là một mệnh đề là quá khứ đơn. Ok, mệnh đề là gì nhớ không? Clause nè, thầy dạy rồi, clause là mệnh đề đó. Ok, và sau since là một mệnh đề quá khứ đơn rồi, viết cái ví dụ này cho thầy. I have lived in CR since I was 3. Được chưa mấy bạn? Ổn ha. Rồi vậy giờ thầy nói lại, hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả một cái sự việc xảy ra ở trong quá khứ và tới giờ vẫn còn tiếp diễn. Được chưa? Đó. Rồi. Và dấu hiệu là gì? For và since. For sau đó là một khoảng thời gian và since đó là một cái mốc thời gian. Đó, thường bài đọc hay ra nha. Thì mấy bạn phải coi là kiểu như các bạn phải coi là bây giờ thầy cho các bạn suy nghĩ trong đầu nha, và các bạn phải dùng quá khứ đơn hay là hiện tại đơn. Câu này đầu tiên, Newton đã phát minh ra định luật gì trời? Đã giải bộ định luật là bảo toàn năng lượng đi, thầy không nhớ Newton nó phát hiện ra cái phát minh nào nữa. Newton đã phát minh ra cái định luật bảo toàn năng lượng vào năm 1870. Giải bộ vậy thầy không biết cái vụ đó, nhưng giải bộ là vào năm 1870 thì cái đó là dùng gì? Quá khứ đơn hay hiện tại đơn? Hay hiện tại hoàn thành. Được chưa? Newton đã phát minh ra định luật bảo toàn năng lượng, chẳng phải đâu. Bảo toàn năng lượng vào năm 1780 thì chẳng hạn vậy. Thì cái này phải dùng gì? Quá khứ đơn. Đúng không? Rõ ràng. Năm 1780 tới giờ còn tiếp diễn nữa đâu. Tới giờ là ông phát minh ra là trong quá khứ rồi, tới giờ còn phát minh nữa đâu. Được chưa? Là tới giờ là do cho tụi mình học đó. Được chưa? Thì cái đó là dùng quá khứ đơn. Được chưa? Rồi, ví dụ tiếp theo. Tiếp theo nha. Tôi mua chiếc xe này tháng 8 năm ngoái. Tôi đã mua chiếc xe này tháng 8 năm ngoái. Được chưa? Đó, ok thì dùng gì? Tôi đã mua chiếc xe này tháng 8 năm tháng 8 năm ngoái. Dùng gì? Quá khứ đơn hay hiện tại đơn? Vẫn là quá khứ đơn. Đúng không? Bởi vì mua giờ còn mua nữa đâu. Đúng không? Rõ ràng tháng 8 năm ngoái là kết thúc rồi, có dấu hiệu thời gian chưa? Rồi, cụ thể rồi, tháng 8 năm ngoái rồi, còn gì nữa? Năm ngoái là dấu hiệu của quá khứ đơn rồi, còn gì nữa? Được rồi, tại trên là phải dùng quá khứ đơn. Giờ còn mua nữa đâu. Được chưa? Đó. Ok, rồi bây giờ thầy nói tôi đã xài chiếc xe này 10 năm rồi, giờ vẫn còn xài á. Tôi đã mua chiếc xe này 10 năm rồi, giờ còn xài á. Giống gì? Đơn giản, hiện tại hoàn thành. Được chứ? Là 10 năm trước là mua, 10 năm trước là mua là quá khứ đơn rồi, mà tới giờ mà vẫn còn xài là gì? Đó, là hiện tại hoàn thành, là xài từ 10 năm trước mà tới giờ vẫn còn xài, hiện tại hoàn thành. Đơn giản chưa? Đó cũng tương tự là gì? Tôi đã xài cái tôi đã lái chiếc xe này khi mà tôi còn là sinh, kể từ khi tôi là sinh viên. Được chưa? Tôi đã xài, tôi đã chạy chiếc xe máy này kể từ hồi tôi còn là sinh viên. Ok, thì rõ ràng là mấy đứa hiện tại là bây giờ thầy đi dạy rồi, thầy còn sinh viên nữa đó. Được chưa? Thì cái việc còn sinh viên mình dùng gì? Quá khứ đơn, bởi vì thầy nói là sau since là quá khứ đơn mà.
Được chưa? Đó, rồi bây giờ còn sai không? Còn sai là dùng hiện tại hoàn thành. Mấy bạn hiểu chưa? Đó, tưởng tượng nha. Thì các bạn nhớ, trong năm 2010 nó sẽ khác kể từ năm 2010. Được chưa? Đó, như vậy thầy nói là tôi mua chiếc xe này năm 2010. Ai mua là gì? Buy what? Cứ là bought this gì đấy, this car, chiếc xe này. Ok, vào năm 2010 thì vào năm là in 2010 nè. Được chưa? Đó, rõ ràng. Rồi, nhưng mà bây giờ mấy đứa nói là tôi đã xài chiếc xe này. I have chạy đi. Driving. Được chưa? Hiện tại hoàn thành mà. This car. Được chưa? Khi mà kể từ lúc mà tôi là sinh viên. Since, đúng không? Bởi vì là mốc thời gian mà. Được chưa? Since I was a student at university, chẳng hạn vậy. Được chưa? Tôi đã chạy chiếc xe ô tô này kể từ lúc mà tôi kể từ hồi mà tôi còn là sinh viên. Tới giờ còn không? Còn. Thì mình hiện tại hoàn thành. Tưởng tượng được chưa mấy bạn? Ok nha. Đó, thầy dạy rất là kỹ rồi đó. Ok, hoặc là thầy cho thường bài đọc nó hay ra những cái ví dụ như thế này. Kể từ khi để là coi. Để cho ví dụ mà nó hay xuất hiện trong bài đọc nè. Rồi. Kể từ khi đó thôi. Từ ngày Internet ra đời thì Internet đã làm thay đổi cả thế giới. Được chưa? Thầy nói lại. Từ khi mà Internet ra đời, nó đã thay đổi thế giới. Ok, thì rõ ràng dấu hiệu là gì? Kể từ khi nó ra đời tới giờ còn thay đổi không? Có. Đúng không? Đó, cho nên dùng hiện tại hoàn thành. Mấy bạn tưởng tượng được chưa? Đó, kể từ khi nó ra đời nè, được chưa? Là tới giờ vẫn còn thay đổi thế giới thì dùng hiện tại hoàn thành. Ổn ha? Đó. Ok ha. Rồi, tưởng tượng đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ kiểu mở rộng ra một chút xíu. Đây. Ok, rồi bây giờ câu hỏi, bây giờ giải bộ đặt câu hỏi thì câu hỏi quan chữ have bên đâu hết. Ok, rồi bây giờ liên hệ chút xíu chữ recently, thầy đã dạy mấy bạn chưa? Recently. Recently mang nghĩa là gì? Dạo gần đây. Được chưa? Mấy bạn nhớ thầy recently, dạo gần đây thì mấy bạn gạch một cái ngôi sao. Tiếp theo đó chính là chữ recently rồi hai chấm dạo gần đây. Rồi mở ngoặc dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Được chưa? Đây là một cái dấu hiệu. Ok, dạo gần đây. Ví dụ như là dạo gần đây có một cái gọi là dạo gần đây có rất là nhiều drama giữa Đàm Vĩnh Hưng và cô Phương Hằng, đúng không? Là cái việc mà bùng nổ ra cái drama ở trong quá khứ mà tới giờ còn không? Còn. Mà chuẩn bị ngày mai ngày mốt là cô Phương Hằng livestream nữa, đúng không? Rồi mấy bạn coi nè, rồi mấy bạn comment nè, được chưa? Đó, rồi cái ông nội, cái ông nội nào mà kiểu như là xây thợ hồ đồ này nọ mấy đứa, đúng không? Bữa giờ thầy thấy anh Nguyễn nè, anh Nguyễn bình luận rất là nhiều luôn nè, đúng không anh Nguyễn? Đó, bình luận rất là nhiều luôn nè, đúng không quý vị? Được chưa? Đó, thì cái việc mà recently là hiện tại hoàn thành như thế. Một việc vừa mới xảy ra. Được chưa? Và tới giờ vẫn còn tiếp diễn, vẫn còn chuẩn bị livestream để phụ hồ nè, vẫn còn livestream để gì? Cái lộn nè, chữ lộn nè, bóc phốt nè, đúng không? Đó thì recently là dùng để diễn tả, là dùng để dùng trong hiện tại hoàn thành chứ thôi. Ok, đó hoặc là gì? Gần đây đã xuất hiện một biến chủng mới của COVID. Được chưa? Dạo gần đây vừa mới xuất hiện một biến chủng mới của COVID. Được chưa? Thì cái này liên quan tới gì? Một việc vừa mới xảy ra. Có kết quả hiện tại không? Liên quan tới kết quả hiện tại, giờ nó biến chủng nó ngay đây nè. Tới giờ vẫn còn. Được chưa? Dùng hiện tại hoàn thành. Mấy bạn tưởng tượng được chưa? Ok ha. Đó. Rồi. Vậy bây giờ người ta đặt câu hỏi. Bạn có nghe được thứ gì về Ben dạo gần đây không? Câu hỏi trả lời có hoặc không thì mấy bạn phải quăng chữ ha, chữ has ở đầu. Là bây giờ chủ ngữ là gì? Bạn. Dạo gần đây. Bạn có nghe. Ok. Chữ nghe là gì? Là chữ hear, đúng không? Mà quá khứ là gì? Quá khứ và cục ba là chữ heard. Được chưa? Quá khứ và cục ba là chữ heard. Bạn nào chưa biết thì viết vô thầy here rồi hoặc mũi mũi tên heard là viết như nó là tự động biết là cục 2 cục 3 của nó là heard rồi. Được chưa? Dạo gần đây bạn có nghe điều gì? Bất kỳ điều gì? Anything là gì? Bất kỳ điều gì thầy dạy rồi. Anything xuất hiện trong câu gì? Câu hỏi và câu hiện tại hoàn thành.
Thầy xin lỗi, trong câu hỏi và trong câu hỏi và câu phủ định. Ví dụ như là không còn bất kỳ thứ gì trong ngôi nhà này. Được chưa? Là câu phủ định rồi. Ok, hoặc là câu hỏi có bất kỳ cái gì trong cái thùng này không? Đó hiện là trong câu hỏi. Cho nên anything sẽ sử dụng trong câu hỏi và câu phủ định. Được chưa? Vậy have you heard anything from Ben là gì? Bạn dạo gần đây có nghe gì từ Ben hay không? Dạo gần đây thì thầy sẽ quăng ngay cuối cùng. Được chưa? Đó thì cấu trúc này có bạn nào mà thắc mắc không? Đó, have you heard anything from Ben recently nè. Đó, được chưa? Từ từ đúng không? Ok, rồi. Đó là chữ recently là dạo gần đây, là xảy ra trong quá khứ và tới giờ vẫn còn tiếp diễn và vẫn có kết quả ở hiện tại. Đúng không? Rồi, tiếp tục bây giờ thầy có gì đây? In the last few days. In the last few days. Đó chính là gì? Vài ngày gần đây. Mấy bạn nhớ là chữ last là gì? Gần đây. Được chưa? Rồi mấy bạn viết vô thầy last hai chấm gần đây. Ví dụ quẹt mũi tao ra in the last few days. Được chưa? In the last few days các bạn phải nói lại, viết lại cho thầy chữ last. Last trước giờ là các bạn học trong quá khứ đơn không? Đúng, ví dụ như là last night, đêm hôm trước, hoặc là last Christmas là gì? Giáng sinh năm ngoái. Được chưa? Hoặc là last May là gì? Tháng 5 năm ngoái. Được chưa? Đó, cái okay, họ last week là tuần trước, cái đó là dấu hiệu của hiện tại đơn, quá khứ đơn, bởi vì nó là trước. Last đối với trường hợp này là trước, nhưng mà đối với trường hợp nó xuất hiện trong hiện tại hoàn thành, nó sẽ mang nghĩa là gì? Gần đây. Được chưa? Thì mấy bạn viết thầy last hai chấm gần đây, rồi quẹt mũi tên ra in the last few days, những ngày gần đây. Được chưa? Đó, vậy mấy bạn nói là những năm gần đây thì nói sao? Những năm gần đây thì nói sao? Đơn giản in the last few gì đấy years. Được chưa? Hoặc là các bạn thêm con số 3 năm gần đây, 3 năm trở lại đây. Ok, in the last 3 years, 3 năm trở lại đây. Được chưa? Hoặc là thầy chỉ còn nói đơn giản thôi, 2 năm trở lại đây, là tới giờ vẫn còn đang tính hiện tại, bây giờ mình nói về trong quá khứ đó, là 2 năm trở lại đây. Thì dịch Covid nó hoành hành trên khắp thế giới, đúng không? Thì cái này dùng gì? Hiện tại hoàn thành, tới giờ còn hoành hành không? Có, thì dùng hiện tại hoàn thành. Mấy bạn hiểu chưa? Cho nên in the last few years, hoặc là in the last 2 years, ok, hoặc là 3 years, mấy bạn chơi cái nào cũng được. Ok, thầy sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Mấy bạn tưởng tượng được chưa? Đó, ok. Ví dụ thôi nha. Mấy bạn học thầy, bởi vì hầu như là thầy nghĩ là trong lớp mình 26 bạn thì có bạn biết nhau, có bạn thì cũng không biết mặt. Ok, bởi vì lớp mình có Phan Hoàng Châu vào trọn đầu, có thể là không biết mặt. Ok, nhưng mà học thầy vài buổi, ok, thì nói là à mấy bữa dạo gần đây tôi đã gặp rất là nhiều người. Được chưa? Mấy bữa gần đây, vài 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 hôm trở lại đây rồi thì tôi đã gặp rất là nhiều người. Thì cái việc mà mấy đứa gặp á là gặp ở trong quá khứ rồi, đúng không? Nhưng mà tới giờ còn gặp không? Vẫn còn gặp. Được chưa? Dấu hiệu đó, mấy ngày trở lại đây. Được chưa? Đó là dùng hiện tại hoàn thành như này. Cho nên con ví dụ gì? I have met a lot of people in the last few days. Được chưa? Cho thấy chữ last một cái mà nó sử tự dụng tùm lum này. Dùng hiện tại hoàn thành như vậy. In the last là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Mà last year là quá khứ đơn, là năm ngoái mà. Còn đối với trường hợp này là ngoái nữa đó. Được chưa? Dạo gần đây, hoặc là trước 2 năm trở lại đây. Được chưa? Hoặc là vài ngày trở lại. Được chưa? Đó là hiện tại hoàn thành. Ok, đầu tiên mấy bạn học cái này mấy bạn sẽ cảm thấy rối, nhưng mà thầy cho các bạn nhiều bài tập là auto là các bạn sẽ nhớ à. Cứ thấy nhiều đọc hoài á, là thầy là mấy bạn sẽ tự động nhớ thôi. Ổn ha? Đó, rồi. Ok ha. Rồi, tiếp tục mấy bạn viết cho thầy ví dụ này nha. Ví dụ này viết vô thầy nè. Trời ơi, nghĩ là sẽ học hết trong ngày hôm nay luôn mà không kịp luôn mấy đứa, ghê thiệt. Đó, thầy dạy rất là kỹ rồi đó. Chứ một hẹn thì mấy đứa học trên trường á, bài hiện tại hoàn thành chỉ dạy đúng một buổi với mấy đứa. Một buổi hoặc là 2 buổi là cao nhất thôi. Mà kiểu là dạy dạy lướt luôn á. Đó, thầy dạy kiểu như mỗi ngày một chút luôn á. Ok, đó bởi vì mấy bạn là cơ bản cho nên phải dạy chậm thôi. Còn mấy cái lớp nền tảng là thầy có thể ôn lại, bởi vì lớp nền tảng hiện tại hoàn thành đã biết rồi, cho nên chỉ ôn lại trong vòng một ngày thôi. Được chưa? Đó, rồi. Tiếp tục. Dấu hiệu của hiện tại hoàn thành nữa, đó chính là gì? Đó chính là chữ so far. Rồi mấy bạn viết thầy so far.
cho đến bây giờ. Được chưa? Mấy bạn viết thầy so far, gạch mũi tên đi ngôi sao tiếp theo, cho đến bây giờ, cho đến tận bây giờ. Ok, so far, cho đến tận bây giờ. Đó. Ví dụ đơn giản, cho đến tận bây giờ đã có 26 bạn đăng ký lớp của thầy. Được chưa? Đây là một câu khẳng định. Cho đến tận bây giờ đã có 26 bạn đăng ký lớp của thầy. Thì cái việc mà các bạn đăng ký của thầy đã xảy ra trong quá khứ. Ok. Rồi tới giờ còn không? Còn đăng ký không? Còn chứ. Được chưa? Đó, cho nên thầy dùng so far, cái hiện tại hoàn thành cho thầy. Auto hiện tại hoàn thành, so far. Được chưa? Rồi tiếp tục, ví dụ còn gì nữa. Cho đến thời điểm bây giờ vẫn chưa có vaccine điều trị 100% cho bệnh Covid. Được chưa? Tới giờ còn không? Tới giờ đã có chưa? Là người ta đã bắt đầu tìm kiếm ở trong quá khứ rồi. Tới giờ đã tìm được chưa? Chưa. Ok, so far hiện tại hoàn thành. Được chưa? Đó. Ok ha. Thì cho thầy sẽ cho ví dụ này. Everything is going well. Mình có go well là gì? Là kiểu như đang rất là ổn áp, vẫn mượt mà. Được chưa? Là mọi thứ nó vẫn đang ổn. Mấy bạn nhớ nha, everything going is going well là mọi thứ vẫn đang ổn. Được chưa? There haven't been any problems so far. Cho đến tận bây giờ, cho đến thời điểm bây giờ vẫn chưa có bất kỳ một cái vấn đề nào. Giờ mấy bạn coi nè, tại sao có chữ been trong trường hợp này? Này coi phía sau nè. Any là hồi trước thầy đã dạy mấy bạn lớp cũ đúng không? Ok, mấy bạn lớp mới thì thầy nói lại, any nó mang nghĩa là bất kỳ, nó sẽ xuất hiện trong câu hỏi và trong câu phủ định. Ví dụ như là có bất kỳ ai ở đây không, hoặc là có bất kỳ con chó nào trong nhà mày không, đây là dùng câu hỏi. Ok, sau any là phải là một cái danh từ, mấy bạn nhớ sau any phải là danh từ. Ok, đó. Ok, hoặc là trong câu phủ định, không có bất kỳ con chó nào trong nhà của tôi hết. Được chưa? Đó thì thầy sử dụng any, sau đó là danh từ. Ok ha. Đó, mà đối với trường hợp này là gì? Không có, cho đến tận bây giờ không có. Bây giờ thầy nói đơn giản cái hiện tại đơn trước nha. Đây. Ví dụ như là không có bất kỳ con chó nào trong nhà tôi, thì đây là gì? Dùng gì mấy đứa? Không có bất kỳ con chó nào trong nhà của tôi là dùng gì? Hiện tại đơn thôi. Được chưa? Bởi vì này sự thật mà. Đúng không? Đâu có liên quan thì trong quá khứ và tới giờ đó, đúng không? Đó thì nó là nhà mày có chó à? Không có bất kỳ con chó nào trong nhà tôi, thì nói gì? There is, đúng của nó là phải đúng là gì? There are not gì nữa? Any. Đó là phải số nhiều thầy. Khi đếm được nói chung chung biến thành số nhiều. There are not any dogs in my gì đấy, in my house, đơn giản thôi. Ok, nhưng mà bây giờ đây, cho đến tận bây giờ không có bất kỳ vấn đề nào. Bây giờ mấy đứa coi, không có bất kỳ vấn đề nào, có động từ không? Có động từ không? Không. Làm gì có động từ trong câu? Một khi mà không có động từ thì phải có gì? Phải có be. Mà be của hiện tại hoàn thành là gì? Là been. Đơn giản vậy thôi. Ok, mà đối với trường hợp mà có, mấy bạn nhớ nha, có tiếng Việt của mình cho tiếng Anh nó sẽ cũng giống nhau. Ví dụ mình nói tôi có một con chó. Ok, thì chỉ có là chữ gì? Đó chính là chữ have. Ok, nhưng mà tôi có là phải có chủ ngữ ai. Được chưa? Mấy bạn nhớ chữ have chỉ xuất hiện mang nghĩa là có khi mà nó có động từ. Nó mang nghĩa là sở hữu, là động, có phải có chủ ngữ trong câu. Tôi có, cô ta có, ok, Cam Ranh có. Mấy bạn hiểu không? Nhưng mà bây giờ mình nói chơi. Có nhiều người ở Cam Ranh. Được chưa? Hoặc là có nhiều con chó trong nhà tôi. Bây giờ ai là người sở hữu? Đâu biết ai là người sở hữu đâu. Đúng không? Cho nên đối với trường hợp mà không có người sở hữu mà dùng gì? There are. Được chưa? There are, there is. Đối với trường hợp hiện tại đơn. Quá khứ là gì? There was or there were. Ví dụ như là hồi xưa là có rất là nhiều chó trong xóm thầy. Mà giờ hết rồi. Được chưa? Thì là dùng there was or there were. Ok, nhưng mà đối với trường hợp hiện tại hoàn thành, mà hiện tại hoàn thành là không còn was, không còn were, không còn is, không còn are nữa, thì phải là gì? Have been. Đúng không? There have been. Được chưa? Thì là gì? There have been. Ok, nhưng mà bây giờ phủ định giờ không có để gì? Haven't gì đấy? Haven't been. Ok, there haven't been gì đấy? Bất kỳ. Any problems. Được chưa? Cho đến thời điểm hiện tại, so far. Mấy bạn tưởng tượng được chưa? Đó là cho tới hiện tại bây giờ không có bất kỳ hiện tại, không có bất kỳ một vấn đề đó. Hiện tại hoàn thành thầy, dấu hiệu so far. Ok, bởi vì trước đó là gì? Hiện tại thì mọi thứ nó vẫn đang ổn, không có bất kỳ một cái vấn đề nào cho đến bây giờ. Ổn ha. Đó thì mấy bạn có hiểu không? Ai không hiểu hú lên cho thầy. Bữa giờ thầy thấy dạy một tháng này mà mỗi lần kêu không hiểu cái gì á, không đứa nào chịu hú lên hết trơn á. Ngại gì sao mà ngại vậy? Rồi có hiểu không? Rồi các bạn viết câu này cho thầy nha. Đó, everything is going well. Thì nhớ thầy so far là cho đến thời điểm ngay bây giờ, cho đến tận bây giờ. Ok. Trời ơi, nãy giờ học gần một tiếng đồng hồ mà chưa xong luôn mấy đứa. Ghê thiệt. Viết vô đi.
Ok. Xong chưa quý vị? Tôi giảng dạy quý vị có hiểu không quý vị? Rồi, ok ha, rồi. Để thầy coi có ví dụ nào cho mấy bạn luôn không? Trời ơi là trời. Rồi, tiếp tục nè. Dấu hiệu tiếp theo. Đó chính là này. Ok, đây. The when hồi nãy thầy nói rồi, sin là dấu hiệu của quá khứ đơn, là dấu hiệu của hiện tại, thành sau sin là quá khứ đơn. Ví dụ như là thời tiết ở đây thì nó tệ. Ok, nó đã mưa mỗi ngày. Được chưa? Mưa mỗi ngày kể từ khi mà tôi đến. Bây giờ đang nói hiện tại nha. Đó, bây giờ giả bộ mấy bạn cứ tưởng tượng là thầy là lên Đà Lạt, giả bộ tưởng tượng hiện tại thầy đang lên Đà Lạt. Ok, tới nơi cái trời mưa. Được chưa thầy? Bây giờ hiện tại là ngày 28 đúng không? Mà ngày thầy lên Đà Lạt là ngày 25. Ngày 25 thầy lên trời đổ cơn mưa. Mà tới giờ nó cũng vẫn còn mưa, là ngày nào nó cũng mưa luôn. Thì rõ ràng việc xảy ra trong quá khứ là ngày 25. Được chưa? Mà tới giờ vẫn còn mưa nữa là hiện tại hoàn thành. Được chưa? Mà cái ngày mà thầy đến thì nó còn đến ở đâu là phải dùng quá khứ. Mấy bạn tưởng tượng được chưa? Đó thì thầy có thể nói là the weather is bad here. Được chưa? It has, và it has viết tắt là gì? Is nè, được chưa? It's rained every day since I arrived. Được chưa? Là nó đã mưa mỗi ngày kể từ lúc mà tôi đến đây. Tới giờ còn mưa không? Vẫn còn mưa. Nhưng mà cái vụ mà đến là còn đến nữa không? Hết rồi. Đến là quá khứ rồi còn gì nữa. Mấy bạn hiểu chưa? Đó, ok. Rồi thì mấy bạn viết cái ví dụ này luôn cho thầy. Rồi, vô. Rồi, xong như các bạn. Rồi, ok chưa? Ủa, ai nhắn tin gì hả? Dạ rồi thầy. Ok. Anh Nguyễn ha, dạo này comment hay dữ ha. Người yêu của em đúng không anh? Rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Dấu hiệu tiếp theo. Đó chính là cái gì? Đây. It's good to see you again. It's good to see you again. Nó gì là kiểu như, ô, gặp lại mày vui quá à. Ok, đối với trường hợp mấy đứa coi nha, mình có tính từ ngay đây mà sau đó có tu, thì sau tính từ mà tu là một động từ. À, cái này thầy sẽ thầy tính sau, thầy dạy sau nha. Ok, bây giờ nói mất công tốn thời gian. It's good to see you again này, thật là tốt, kiểu như là gặp lại mày giờ vui quá à. Đó đúng không? À, tụi mình đã không gặp nhau rất lâu rồi. Được chứ, cái gì mà đã rất lâu rồi? Được chứ, mấy bạn nhớ đã lâu rồi, thầy có cầm for a long time. Từ từ viết nha, thầy nói trước for a long time là đã lâu rồi, một khoảng thời gian lâu rồi. Được chưa? Đó, ok, nhưng mà giờ mấy bạn coi là chữ each other, thầy dạy chữ each other là gì, nhớ không? Nhớ không? Nhau. Được chưa? Đó, bây giờ tụi mình đã không gặp nhau lâu rồi. Được chưa? Thì rõ ràng là có thể là mình đã gặp ở là đã không gặp. Từ ví dụ như là bạn của thầy là nó đã đi Úc năm 2020. Được chưa? Đó, mà tới giờ nó tính về Việt Nam nhưng mà giờ dịch quá sao vậy? Ok, đó thì nó đã không gặp từ năm 2020 tới giờ vẫn chưa gặp, thì rõ ràng mấy đứa nó thỏa cái trường hợp gì, một việc đã xảy ra trong quá khứ và tới giờ vẫn còn tiếp diễn. Cái việc nào mà chưa tiếp diễn? Cái việc mà chưa gặp nó, đúng không? Mà 2020 mà tới giờ đã 1 năm mà cũng lâu rồi đúng không? Được chưa? Bản thân mà 1 năm không gặp nhau cũng buồn chứ bộ. Đó thì đây một for a long time là dấu hiệu của hiện tại.
hoàn thành. Được chưa? Đó, vậy mình chưa gặp, đã không gặp nhau thì có gì? We haven't seen each other for a long time. Được chưa? We haven't seen each other for a long time là như vậy. Được chưa? Đó là tới giờ vẫn chưa gặp luôn á. Ok, đó. Rồi, nhưng mà trong bài này nó kiểu như nó đề cập tới việc là vừa mới gặp luôn. Ok, đó thì vẫn dùng cho này thì thoải mái. We haven't seen each other for a long time. Ok, ví dụ như là ai đó yêu xa đi, để chơi chán vậy, ví dụ ở Mỹ, ở Úc hay là ở Canada gì đó, từ năm 2019 là về không được. Dịch này dễ này nọ là chưa gặp. We haven't seen each other for a long time là kiểu như là gặp mặt trực tiếp đó. Hiểu chưa mấy bạn? Để chơi thì viết cái ví dụ này vô thầy luôn nha. Đó, chỉ còn biết is nguyên cái cụm này thôi thầy. Đó. Hoặc là thay vì thầy dùng, mấy bạn thay vì dùng for a long time, thầy có thể dùng cụm đó chỉ là for ages như thế này. Bạn viết vô thầy nha, for a long time hoặc là for ages. For ages, A là tuổi này, for ages là rất là nhiều năm rồi, đã lâu rồi. For ages là đã rất là lâu. Được chưa, nó xuất hiện trong đề thi rất là nhiều. For a long time, người ta không thích dùng nữa, người ta dùng chỉ for ages. Ok ha, rồi. Ok với bạn, rồi ok nha. Rồi, vẫn chưa xong luôn ghê thiệt. Ôi ơi, giờ chẳng lẽ học tiếp nữa ta. Để thầy coi, mấy cái bài tập phía dưới này. Rồi, mình sẽ học tiếp một cái phần nữa cho hết pin rồi. Ngày hôm nay cũng 9:30 nghỉ nha mấy bạn. Rồi. Đó chính là quẹt mũi tên tiếp theo. Đó chính là dấu hiệu today, this evening và this year. Được chưa? Dấu hiệu today, this evening, this year. Ngày hôm nay, đêm hôm nay hoặc là ngày năm nay hoặc là gì, tháng này hoặc là tuần này. Được chưa? Đó, sử dụng khi nào? Đó, ví dụ sáng nay là tôi đã uống được 4 ly cà phê rồi. Mấy bạn nhớ từ nay về sau, cái nào mà liên quan tới cái mà số lượng á là mấy bạn chơi hiện tại hoàn thành cho thầy. Được chưa? Mấy bạn nhớ là từ nay về sau đã liên quan tới số lượng là chơi hiện tại hoàn thành. Ví dụ thầy đã mua được 4 cái laptop rồi. Được chưa? Đó, ok, hoặc là gì nữa? Thầy, tôi đã gửi cho nó 50 cái tin nhắn ngày hôm nay rồi mà nó vẫn chưa trả lời. Được chưa? Liên quan tới con số là chơi hiện tại hoàn thành. Vậy viết vô thầy. Gặp mũi tên tiếp theo đó chính là gì? Cái gì mà liên quan tới con số là chơi hiện tại hoàn thành cho thầy. Được chưa? Nhưng mà tùy trường hợp nha, tùy trường hợp. Được chưa? Đó thì cứ viết ra đi. Gì liên quan tới con số, một cái hành động nào đó mà liên quan tới cái một con số. Ok, dùng hiện tại hoàn thành cho thầy. Hồi nãy gì, hồi trước làm học gì, liên quan tới số lần một việc nào đó được thực hiện một cách bao nhiêu lần. Ok, lần này mình chơi là gì, cái gì một hành động nó liên quan gì có tới con số, dùng hiện tại hoàn thành cho thầy. Được chưa? Nó sẽ khác nha. Ví dụ như là có 3 người trong gia đình của tôi là cái này hiện tại đơn rồi, mặc dù là có con số. Ok, nhưng cái này là như nào? Ví dụ tôi đã uống 4 ly cà phê ngày hôm nay rồi. Được chưa? Đó là kiểu như là một việc là mình uống ở trong quá khứ là tới giờ vẫn còn uống nữa đó. Giờ uống 4 ly thì có thể mình chuẩn bị uống nữa. Là liên quan tới con số nè. Được chưa? Khi nào? Khi mà kiểu như là thôi nói cái này phức tạp, chỉ còn nhớ từ nay về sau cái gì liên quan tới con số chơi hiện tại hoàn thành. Được chưa? Đó, ổn ha. Nhưng mà nó sẽ khác đối với tùy trường hợp nha. Nó giống như trường hợp nãy thầy nói tôi có 3 con chó, tôi có 4 con khỉ. Được chưa? Nó sẽ khác là gì? Nó sẽ khác là gì? Tôi đã mua được 3 con mèo. Được chưa? Tôi đã mua được 3 con mèo là có thể trong tương lai còn có thể mua nữa. Ok, còn ví dụ là tôi có 3 con mèo. Có 3 con mèo là cái sở hữu của mấy đứa rồi. Được chưa? Là phải dùng hiện tại đơn.
Ok, đó, tưởng tượng đúng không? Ví dụ vậy nè, đã tôi đã uống 4 được 4 4 ly cà phê rồi trong ngày hôm nay. Được chưa? Hoặc là tối nay là tụi mình đã học được hai bài rồi. Đúng không? Tối hôm nay mình đã được học hai bài rồi, ngày hôm nay là nãy giờ tụi mình đã học gì? Hiện tại hoặc là tí nữa mình còn học gì? Bị động nữa. Được chưa? Là học được hai bài, là số lượng nè. Được chưa? Đó, rồi. Ok ha. Thì dừng tới khúc đó thì còn hai cái này nữa thầy coi. Have you had a holiday this year? Ok, ví dụ năm nay là mấy đứa đã được đi chơi chưa? Ok, đây đang hỏi về một cái kinh nghiệm, cái này liên quan tới kinh nghiệm thôi, đúng không? Đó, năm nay đã được đi chơi chưa, cái kinh nghiệm. Ok, rồi tiếp tục là gì? I haven't seen Tom this morning. Ok, là gì? Tôi vẫn chưa thấy Tom sáng nay. Sáng nay, nói chung là sáng nay chưa thấy. Được chưa? Đó, cái việc sáng nay nó kết thúc chưa mấy đứa? Năm nay kết thúc chưa? Ngày hôm nay đã kết thúc chưa? Được chưa mấy đứa tưởng tượng nè, ngày hôm nay là thầy đã uống 4 ly cà phê, giờ ngày hôm nay kết thúc chưa? Chưa. Là vẫn còn tiếp diễn. Được chưa? Rồi, năm nay đã kết thúc chưa? Chưa. Được chưa? Vậy như năm nay mấy đứa đã được đi du lịch chưa? Chưa. Được chưa? Nhưng mà năm nay nó vẫn còn gì? Nó vẫn còn chưa kết thúc mà. Ok, hoặc là gì? Tối nay là tụi mình đã học được hai bài rồi, nhưng mà tối nay là kết thúc chưa? Chưa. Được chưa? Dùng hiện tại hoàn thành. Tưởng tượng được chưa? Đó, rồi vậy các bạn biết thầy hai ví dụ này. Have you had a holiday this year? Và I haven't seen Tom this morning. Ổn ha, rồi làm viết cái này rồi sau đó thầy sẽ cho làm bài tập. Nói chung là nó cũng khá là nhiều. Khá là nhiều cái gì? Đó là những cái gọi là những cái dấu hiệu. Rồi đôi khi mấy bạn sẽ bị quên cái nghĩa của nó. Ví dụ mình có in the last few days là gì? Là những ngày gọn cái bài này trở lại đây, những ngày gần đây. Là chơi hoặc là 3 năm trở lại đây, in the last 3 days, or in the last 3 years. Hoặc là dạy gần đây, recently thì là dạy rồi. Ok, sau đó mình học thêm gì nữa? So far là gì? Cho đến thời điểm ngay bây giờ, cho đến tận bây giờ là hiện tại hoàn thành thầy. Cho đến thời điểm ngay bây giờ. Ổn ha. Đó rồi gì? For a long time. Là gì? Là một khoảng thời gian lâu rồi nè, là lâu rồi, hoặc là gì? For ages. Ok, hoặc là today, ngày hôm nay, hoặc là đêm nay, hoặc là năm nay, hoặc là tháng này, hoặc là tuần này. Khi mà cái ngày đó, đêm đó, năm đó, tuần đó chưa kết thúc, vẫn dùng hiện tại hoàn thành cho thầy. Mấy bạn tưởng tượng được chưa? Ổn ha. Đó, rồi. Biết xong chưa? Biết xong chưa? Còn cái bài này để sáng mai mình học luôn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thử làm bài tập. Rồi. Làm bài này đi ha. Đây, thầy sẽ làm cho bạn hoàn thành bài này. Rồi, bây giờ cái bài nó liên quan tới về bản thân mấy đứa. Bây giờ cái này thầy sẽ nói về bản thân của thầy, nhưng mà kiểu như là để cho mấy bạn hiểu cái vấn đề thôi. Ok, cái bài này các bạn khỏi cần làm, bây giờ thầy làm cho các bạn này. Đó, ví dụ như là I haven't used a computer today. Là ngày hôm nay là thầy không sử dụng cái máy tính, thầy sử dụng laptop mà đâu phải máy tính thôi. Đúng không? Ok, I haven't used a computer today. Là ngày hôm nay là kết thúc chưa? Chưa. Được chưa? Rồi, tiếp tục bây giờ thầy có tuần này. Tuần này thì thầy vẫn không và vẫn chưa đi xe buýt. Được chưa? Đó, bởi vì bình thường là thầy đi xe buýt nhưng tuần này thầy chưa đi. Ok, tuần này kết thúc chưa? Chưa, còn ngày mai nữa mà. Giả bộ bình thường là thầy bắt xe từ đây đi ra ngoài Nha Trang xe buýt đó. Ok, nhưng mà tuần này thầy chưa đi, có thể là ngày mai thầy đi. Ok, thầy sẽ dùng gì? I haven't travel by bus. Mấy bạn nhớ nha, travel nó không phải lúc nào mang nghĩa là du lịch nha. Travel nó kiểu như là di chuyển từ một nơi này sang một nơi khác. Nhớ là travel ngoài mang nghĩa là đi du lịch, là còn là di chuyển nha mấy đứa. Di chuyển là phương tiện đó. I haven't traveled by bus. Gì nữa? Tuần này, this week. Được chưa? Đó, I haven't traveled by bus this week. Ok, rồi tiếp tục bây giờ thầy sẽ sử dụng cụm đó chính là gì? Recently. Dạ tuần này là mấy đứa đã đi chưa? Chưa. Đúng không? Tuần này chưa đi mà. Ok, thì cái việc mà chưa đi thì rõ ràng là nó gì? Nó tới giờ vẫn còn tiếp diễn. Ok, cho mình hiện tại hoàn thành. Rồi tiếp tục recently. Recently thì kiểu như là dạo gần đây. Ok. Thời dạo gần đây thì thầy không có mất gì hết, đúng không? Dạo gần đây thầy toàn là được có học sinh nhận thêm học nè, đâu có mất gì đâu. Được chưa? Thì dạo gần đây thì thầy không mất bất kỳ gì hết. Thầy I haven't mất là gì? Lost. Được chưa? Bất kỳ cái thứ gì. Anything. Được chưa? Dạo gần đây. Recently.
Được chưa? Dạ còn đây là thầy không bắt gì, bắt cưới gì hết. Ổn ha. Đó. Rồi, tiếp tục. For ages là đã rất là gì mấy bạn? Đã rất là lâu rồi đúng không? Đó, ok thì bây giờ rõ ràng là dịch giả lâu lắc lâu rồi, tại ở trong nhà 2 tháng suốt rồi. Ok và đã 3 tháng nay là thầy đã không đi ra Nha Trang coi phim rồi. Đã rất là lâu đúng không? Đó thì thầy nói là tôi đã không tới rạp chiếu phim lâu lắm rồi. Đúng không? Đó, ok thầy có thể nói là gì? I haven't đến rạp chiếu phim. Been to the cinema. Được chưa? Đã lâu rồi. For a long time hoặc là gì? For ages. Tưởng tượng được chưa mấy bạn? Ok. Rồi, tiếp tục còn chữ since. Since sử dụng ra đây. Since sau đó phải là một cái mốc thời gian hoặc là một cái vế nha. Rồi, để còn cái nào đây. Đó, ví dụ như là thầy đã không đọc một cái cuốn sách nào kể từ khi là thầy còn học ở trên trường. Thật sự là mấy đứa từ khi mà thầy học lên 12 cái là thầy thầy không còn đọc, từ 12 trở từ lúc 12 tới giờ là thầy không đọc một cuốn sách nào luôn. Được chưa? Cái cuốn sách mà về ví dụ hạt giống tâm hồn này, cuốn sách về ví dụ văn học á, còn cuốn sách tiếng Anh thì đọc rất là nhiều rồi. Ok, đó thì thầy có thể nói là gì? Thầy đã không học, đã không đọc. I haven't gì đấy? Read. Ok, một cuốn sách nào? A book. Được chưa? Kể từ khi since, được chưa? Kể từ khi là thầy là học sinh, since I gì đấy? Was a gì đấy? Student. Được chưa? Sau since sẽ là quá khứ đơn, hoặc là kể từ khi, từ năm ví dụ như là năm 2016 đi. Since 2016. Được chưa? Since 2016 hoặc là since I was a student. Được chưa? Đó và câu cuối cùng, năm này. Năm này thầy thầy chưa làm gì đấy? Năm này thì tự nhiên năm này thầy chưa ăn trái cây không có thôi. Năm này thì giả bộ là năm này là thầy chưa 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 đi du lịch đi, đơn giản vậy thôi. Thì vậy I haven't, bởi vì năm này chưa kết thúc. Đúng không? Nhưng mà bây giờ vẫn chưa đi, vẫn vẫn chưa có cơ hội đi thì dùng hiện tại thành I haven't gì đấy? Traveled. Ok. This year, đơn giản vậy thôi. Ổn ha. Đó, ok rồi về nhà nhiệm vụ của các bạn, đó chính là làm gì vậy thầy? Làm bài này cho thầy lại. Được chưa? Gọi là kinh nghiệm của mấy đứa. Được chưa? Rồi sử dụng mấy cái vế như này và sử dụng chữ have này, người ta nói chữ have này. Được chưa? Đó. Ok ha. Rồi về nhà làm cho thầy để thầy coi. Cái bài này để thôi sáng ngày mai thầy làm. Sáng mai 10 giờ mình học thầy sẽ làm nha. Ok rồi ngày mai mình sẽ học tiếp bài này. Ok rồi sau mình sẽ hoàn thành cái bài dưới này luôn. Ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ học bài tiếp theo. Đó chính là bài về bị động. Đây, bị động. Bị động thì chắc chắn là các bạn đã học từ năm cấp 2 tới năm cấp 3 rồi, mà có thể là tới giờ một số bạn cũng không chưa 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 hiểu. Được chưa? Thì cái đó là một chuyện bình thường thôi, thì giờ học thầy thì thầy sẽ hướng dẫn lại. Ok ha. Rồi, vô học. Hiện giờ bây giờ bị động là gì? Giờ trước khi học bị động thì thầy sẽ nói về chủ động trước. Chủ động là như thế nào? Ví dụ như là thầy dạy mấy đứa. Ok, thầy dạy mấy đứa, chủ ngữ là gì thầy? Động từ là gì? Dạy. Dạy là chủ động, thầy dạy mấy đứa mà. Mấy đứa đâu dạy thầy đâu. Đúng không? Thì mấy đứa được dạy. Đúng không? Thì cái việc mà mấy đứa được dạy đi, mấy đứa bị động, đơn giản vậy thôi. Ok, họ là ví dụ. Thầy mua chiếc xe này. Ai là người chủ động? Thầy. Chủ động làm gì? Mua. Ok, vậy chiếc xe không thể là nó mua thầy được. Được chưa? Thì cái việc mà chiếc xe nó được mua á phải là bị động. Tưởng tượng được chưa? Quá đơn giản rồi. Ok, thì nói tiếng Việt nó quá đơn giản rồi nhưng mà tiếng Anh nó phức tạp. Nên mình phải biến đổi tùm lum này. Đúng không? Từ tiếng Việt mình tôi mua chiếc xe này, ở chiếc xe này được được mua 3 năm trước là đâu có thay đổi gì đâu, nó chỉ còn là một là được, hai là bị. Được chưa? Nếu mà bị nó kiểu như là bị tác động, ví dụ như là chiếc xe này bị đốt. Đúng không? Không thể nào chiếc xe nó gọi là nó tự động nó bốc lửa được. Để chiếc xe này bị đốt. Được chưa? Đó, một là bị, hai là được. Ở được thì nó kiểu như là nó tích cực hơn là bị. Đúng không? Đó, nhưng mà tiếng Việt mình cứ chỉ thay đổi một là bị hay là được, còn tiếng Anh trời ơi tùm lum tùm la, bởi vì tiếng Anh nó còn liên quan tới cái gì, cái thì nữa. Được chưa? Đó, vậy bên ngày hôm nay mình chỉ học tới gì? Cái bị động về hiện tại đơn và quá khứ đơn. Đó, thầy chia rõ ràng em mới rồi ngày mai mình học thêm về mấy cái khác nữa. Được chưa? Đó, rồi. Đầu tiên bây giờ coi rõ ràng ngôi nhà này. Đó, nó xây dựng vào năm mấy đây? 1981. Ok, đó thì thầy ví dụ như là ai đó đã xây cái ngôi nhà này vào năm 1981. Ok, thì cái việc xây nó đã kết thúc, nó kết thúc chưa? Kết thúc rồi. Vào năm 1981 là dấu hiệu của quá khứ đơn rồi. Đúng không? Nếu mà đang nói về kể từ năm 1981 á thì phải dùng hiện tại hoàn thành. Ok, nếu mà mấy đứa nó kể từ năm 1981 tới giờ vẫn còn xây không? Vẫn còn xây.
Được chưa, là không có ai mà xây một ngôi nhà từ năm 1981 tới giờ hết. Đúng không? Nếu mà nó kể từ năm 1981 là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Đúng không? Mà nói là nó đã được xây vào năm 1981 là nó đã xây xong trong năm 1981. Được chưa? Đó thì đương nhiên ngôi nhà nó phải được xây rồi. Ok, vậy được xây phải nói như thế nào đấy? Ok, đó. Rồi thì các bạn chỉ còn nhớ thôi. Mấy đứa đừng có viết cấu trúc. Mấy đứa chỉ còn nhớ thôi. Đó chính là bị động nó bao gồm gì? Đầu tiên chủ ngữ, thứ hai là gì? To be, và cái thứ ba là gì? Động từ cột 3. Nhớ thôi, khỏi viết. Viết ví dụ ra tự động nhìn vô là biết liền. Thầy học ghét, thầy rất là ghét. Chủ ngữ là S nè, rồi sau đó là be, rồi sau đó là động từ cột 3. Thầy không thích vậy. Đó, chỉ còn nhớ và hiểu là được rồi. Ok ha. Đó, rồi bây giờ vậy bây giờ hôm nay mình học về hiện tại đơn, bị động hiện tại đơn và quá khứ đơn. Vậy to be của hiện tại đơn là gì? Is, am, are, chủ ngữ số ít đó thì là is. Để chứ cũng chủ số nhiều là are, còn chủ ngữ là I thì am, đơn giản không? Ok, còn quá khứ đơn, chủ ngữ số ít là was, ví dụ như là I was, she was, ví dụ như là my mom was hoặc là my house was. Được chứ? Đó, còn số nhiều là were, rồi sau động từ cột 3, động từ cột 3 y chang như là hiện tại hoàn thành. Ok, bạn bạn nhớ động từ cột 3. Ok, hiện tại chỉ còn biết động từ cột 3 nó sử dụng trong trường hợp nào. Đầu tiên, hiện tại hoàn thành. Cái thứ hai, bị động. Được chưa? Còn cột 3 động từ cột 2 dùng trong quá khứ thôi, dùng trong quá khứ đơn thôi. Được chưa? Còn động từ cột 3 dùng trong một là bị động, hai là hiện tại hoàn thành. Cho nên là động từ sử dụng hiện tại hoàn thành y chang như là động từ cột 3 sử dụng trong sử dụng trong bị động. Được chưa? Đó, ok. Rồi bây giờ thầy sẽ đây. Thầy sẽ phân tích câu này. Ok, cái ngôi nhà này nó đã được xây, bây giờ thầy có chữ xây là chữ gì? Chữ xây là chữ gì? Chữ xây nguyên mẫu của nó là gì mấy bạn? Build. Đúng không? Đó, ok, cột 2 và cột 3 của nó vẫn là gì? Build như thế này. Ổn ha. Đó, rồi bây giờ thầy nói ngôi nhà này ok đã được xây, thì quá khứ mà. Ok, ngôi nhà này this house đã được xây. Ok. Cấu trúc của hiện tại bị động là gì? To be. Mà to be số ít là số nhiêu đây? Là gì? Số ít rồi. Nhưng mà vậy số ít là is hay là was? Bây giờ là quá khứ mà, phải là was. Rồi sau đó cột 3 thì không còn biến đổi gì nữa. Build như thế này. Rồi sau đó có thể là gì? In. Cái thời điểm thôi, in 1981. Nhưng mà nhìn vô đây đã biết ai sai không? Không. Nhìn vô đã biết ai sai đó. Người ta chỉ nói đối với trường hợp mà bị động á, dùng để nói khi nào kiểu như là cái hành động đó hoặc là cái lộn thay lộn cái đối tượng đó nó được xảy ra như thế nào thôi. Được chưa? Đó, cái chuyện gì nó đã được xảy ra đối với cái đối tượng đó. Chứ nó không nói là ai là người tác động. Được chưa? Có thể là có thể nêu người ra người tác động, người xảy ra đó hoặc là khỏi còn cũng được không sao. Được chưa? Nó kiểu là nhấn mạnh cái việc nào nó đã xảy ra đối với cái đối tượng đó. Ổn ha. Đó thì có cụm this house was built in năm 1981 là như vậy. Ok, thì đối với trường hợp này chính là bị động. Ok, đó, nhưng mà bây giờ thầy nói ai đó đã xây ngôi nhà này vào năm 1981 thì cái việc xây này là chủ động rồi, ai đó mà. Được chứ? Đó thì ai đó là gì? Somebody. Rồi ai đó này đã xây bởi vì cái này là quá khứ cho nên là dùng build. Ok, nhớ nha, hai cái build này có giống nhau không? Không giống nhau lắm, một cái này là quá khứ đơn còn cái này gì? Cột 3 rồi. Được chưa? Mà chủ động nó còn to be nữa đâu. Ok ha, đó. Rồi. Ok, giờ mấy bạn coi câu này. Is a big company. Nó là một cái gì đây? Company là gì mấy bạn? Đó chính là công ty. Ai chưa biết gì company thì viết vô thầy nha. Company đó chính là công ty. Ổn ha. Đó, rồi bữa giờ mình những cái bài ngữ pháp thầy đã dạy mấy bạn từ vựng đó chính là gì đó, ví dụ như là caviar, đó chính là gì? Đó chính là trứng cá hồi đúng không? Sau đó là gì? Arrest. Là gì nhớ không? Arrest là gì? Là bắt giữ. Hiểu không? Đó, bắt giữ ai đó. Ok. Rồi ngày hôm nay về ngày hôm nay mình sẽ không học về từ vựng nhiều. Ok, mình sẽ vừa học ngữ pháp vừa học từ vựng nó có sẵn luôn. Được chưa? Ví dụ nó là một công ty lớn, bị danh từ là công ty nè, tính từ là biết là đứng trước nó thôi. Ok, nó là một công ty lớn. It employs 200 people. Nó là cái công ty này. Cái công ty là gì? Nó tuyển dụng 200 người. Được chưa? Nó kiểu như là nó thuê hoặc là kiểu như là nó tạo công việc cho 200 con người. Được chưa? Thì mấy bạn biết thầy chữ employ. Ok, employ nó cũng mang cũng khá là nhiều nghĩa. Được chưa? Nghĩa đầu tiên là gì? Đó chính là tạo công ăn việc làm đó mấy bạn. Được chưa? Đó, hoặc là thuê làm. Được chưa? Thuê ai đó làm. Mướn ai đó làm. Ok, thầy viết vô thầy employ đầu tiên là gì? Thuê phải mướn ai đó làm việc. Thường là người nha mấy bạn. Được chưa? Thuê mướn người để làm việc.
được chưa? Hoặc là nếu mà đối với trường hợp tuyển dụng thì kiểu như thầy sẽ gì là tuyển dụng nó sẽ hay hơn. Ok, đó. Thuê hoặc là mướn hoặc là tạo công ăn việc làm cho ai đó. Ok, là bắt buộc là phải trả lương cho người đó, đúng không? Đó chính là chị employ. Thì công ty đó này thuê 200 người, bởi vì cái này sử thật mà, được chưa? Thay vì thầy nói là công ty đó nó có 200 người, nhưng mà có là như thế nào, là công ty nó rõ ràng nó tạo công ăn việc làm cho 200 người mà, cho người ta không có nữa, tại vì chữ employ nhắn vô thứ hai như employ mà bây giờ dùng người số ít cho nên thêm s, bởi vì cái công ty này nó chủ động mà, nó thuê mà, chứ đâu phải nó được thuê đâu. Ok, cho nên phải dùng hiện tại đơn mà nó chủ động như thế này. Ok, vậy đối với trường hợp mà nó bị động, ví dụ 200 người được thuê thì nói như thế nào? 200 người là gì? 200 people, số ít số nhiều đấy, số nhiều rồi đúng không? Đây là số nhiều rồi, cho nên là bị động được thuê mà. Bị động đây hiện tại đơn hay quá khứ đây, hiện tại đơn phải gì vậy? Are. Ok rồi, employ cột 3 của nó là gì? Thêm ed, đơn giản. Ok, đó cái này thầy nghĩ là các bạn nhớ được. Đối với những cái động từ mà kiểu như là các bạn cảm thấy là nó hơi xa vời á, thì chỉ quăng quăng, một là thêm ed, hai nó có e sẵn là thêm chữ d thôi. Ok, 200 people are employed, được chưa? 200 people are employed. Ok, đó. Nhưng mà đối với trường hợp này, mình đã rõ đối tượng mà thuê 200 người đó là ai rồi, thì các bạn có thể thêm vào bởi ai đó, là mình có chữ by, được chưa? By the company, được chưa? By the company, bởi công ty. Nếu mà mấy bạn nói là the company là biết công ty nào luôn rồi, được chưa? 200 người đã được tuyển, đã được thuê bởi công ty đó. Tưởng tượng được chưa? Đó, thầy nghĩ các bạn chỉ cần viết ví dụ, không viết cấu trúc, nhớ là được rồi, ổn ha. Đó chứ sau này là mấy đứa nói chuyện thầy là mấy đứa đâu dùng nó ra cấu trúc đó, được chưa? Nhớ cấu trúc thôi được rồi, đừng có viết ra, có ví dụ là được rồi, ổn ha. Đó là 200 people are employed by the company là như vậy. Vậy quá khứ ví dụ nói về cái công ty đó là hồi xưa đi, thì are biến thành gì? Were, được chưa? Vì số nhiều mà, từ từ đâu mấy bạn. Ok rồi, các bạn viết ví dụ này vô thầy ha. Đó thì mấy bạn viết thầy this house was built in gì đó. Ok, rồi sau đó là chủ động cái này, rồi viết quẹt mũi tên ra 200 people were với lộn the are đi, are employed by the company. Đó, viết y chang như thế này nè, cái này và cái này vậy thầy, được chưa? Đó, ổn ha. Đó, ví dụ này, rồi sau đó quẹt mũi tên ra bị động như thế này cho thầy. Thì bởi vì cái này bị động là mấy bạn đã học quá kỹ hồi trước rồi. Ok, cái này ngày hôm nay thầy ôn lại thôi. Ổn ha. Rồi. Rồi, ok. Xong rồi đúng không? Giờ mình sẽ đào sâu hơn chút xíu. Ok, đó thì giờ đầu tiên là có chủ ngữ. Bị động này chủ ngữ, rồi sau đó là gì? To be, hiện tại đơn hay là quá khứ đơn? Hiện tại đơn thì là is am are. Quá khứ đơn là gì? Was và were, rồi sau đó là động từ cột 3. Ok, nếu mà được bởi ai đó, nó được thực hiện bởi ai đó thì quan chỉ 3 cho thầy. Rồi sau đó là một cái tân ngữ, đơn giản thôi. Sau đó một cái tân ngữ, được chưa? Đó rồi, giờ thầy sẽ đào sâu hơn một chút xíu. Ồ ha, rồi thì quá khứ đơn hồi nãy thầy nói rồi, ơ lộn, thầy xin lỗi, cái bị động dùng để làm gì? Dùng để diễn tả cái đối tượng đó, nó cái chuyện gì nó đã xảy ra đến với đối tượng đó, chuyện gì nó đã xảy ra đối với đối tượng đó. Mình có chữ xảy ra chữ gì mấy bạn? Đó chính là chữ gì? Happen nè mấy bạn, nhớ xảy ra với ai đó mình có cụm happen to ai đó hoặc là vật nào đó, mấy bạn nhớ nha, happen cộng với to ai đó hoặc với gì đó là gì? Xảy ra với ai đó, xảy ra với một người nào đó, được chưa? Hoặc là một vật nào đó, ví dụ như chuyện gì đã xảy ra với bạn rồi, được chưa? Thì gì đấy, what, chuyện gì xảy ra với bạn vậy? What happened, nghe quá khứ đi, happened gì đấy với bạn? To you, được chưa? Rồi mấy bạn viết ví dụ thầy à. What happened to you, nếu mà xảy ra với ai đó có chữ to thầy, hoặc là cái chuyện gì xảy ra với chó của mày? What happened to your gì đấy, do đó, đơn giản thôi. Ok ha, đó. Thì thầy chỉ happen thầy đã dạy rồi, nhưng mà ngày hôm nay thầy mở rộng chút xíu, happen to ai đó. Ok ha, rồi. Và cái việc gì nó đã, đối với trường hợp này what happened to you đó thì cái này phải bị động các bạn, có bị động không? Đâu phải có bị động đó. Chuyện gì xảy ra đến mà. Ok, đâu có con chó nó bị gì đó.
đúng không? Đó, đối với trường hợp này không có bị động. Ok, rồi vậy bị động nó có một cái gọi là một cái cách dùng. Cách dùng này thì thầy nghĩ là mấy bạn khỏi cần viết, hiểu thôi được rồi. Đó chính là gì? Sử dụng bị động khi mà cái người hoặc là cái vật nào đó nó gây ra cái hành động thì nó không quan trọng. Mình không còn quan tâm tới cái việc gọi là ai là người gây ra cái việc đó hay là cái người nào đó đã thực hiện việc đó. Ví dụ, ngôi nhà nó đã được xây vào năm 1970. Ok, mình có quan tâm ai xây không? Không. Chỉ còn quan tâm cái hành động đó nó được thực hiện một cách như thế nào thôi. Nó được thực hiện thôi. Được chưa? Mấy bạn hiểu không? Là mình không còn quan tâm ai là người được xây. Được chưa? Nếu mà mấy bạn muốn nhấn mạnh, ví dụ à bố của tôi đã xây ngôi nhà đó, thì nhấn mạnh thì mình thêm chữ ba vô thôi. Hiểu không mấy bạn? Ok. Đó rồi, bây giờ thầy có một cái từ, đó chính là từ gì đấy? Đó chính là từ steal, là từ gì đây? Từ trộm. Steal là gì? Steal là trộm. Ai đã học thầy thì đã biết gì steal là trộm rồi. Ok, rồi mấy bạn viết cho thầy nha. Ai chưa biết thì lọc quyển vở cái sau vở viết cho thầy. Steal quá khứ là gì? Stole. Và cột ba của nó là gì? Stolen. Thầy nhớ là thầy đã nói một lần rồi đúng không? Steal, stole, stolen. Steal là trộm. Cột 2 stole, cột 3 stolen. Ổn ha? Ok, rồi bây giờ thầy nói. Ngày hôm qua đã xảy ra một vụ trộm tại ngân hàng Vietcombank gần chợ mới. Được chưa? Đó, ok, thì cái này quá rõ ràng quá khứ rồi, ngày hôm qua rồi còn gì nữa. Ok. Rob một lượng tiền lớn đã bị đánh cắp trong cái vụ trộm. Một lượng tiền lớn đã đánh cắp trong cái vụ trộm. Giờ đâu biết ai đánh cắp không? Không. Ok, giờ mình không biết ai đánh cắp, cho nên là mình phải nhấn mạnh cái việc tiền nó đã bị đánh cắp. Bây giờ đâu biết ai đó. Được chứ? Đó, nhưng mà mình không quan tâm, mình không quan tâm là ai đã đánh cắp, bây giờ trộm xong bây giờ chưa bắt được ai mà. Ổn mà. Đó thì mình nói là lượng tiền lớn, được chưa? Nó đã bị đánh cắp ở trong cái vụ trộm đó. Cái vụ trộm thầy dạy chứ robbery này thầy dạy rồi nè, đúng không? Robbery là vụ trộm thầy dạy rồi, mình có động từ là gì? Rob. Được chứ? Cột quá khứ và cột ba của nó, quá khứ và cột ba của nó là gì? Thêm ed, nhưng mà mấy bạn coi nè, được không? Không, phải double chữ b cho thầy. Được chứ? Robbed là động từ là trộm. Được chưa? Còn kẻ trộm là gì? Robber. Ổn mà. Đó, ok, giờ vì cái này quá khứ cho nên là gì? Chủ ngữ a lot of money, nhiều tiền. Ok, nhưng mà nhiều tiền bởi vì tiền là số ít hay số nhiều? Số chủ ngữ này chủ ngữ số ít, chủ ngữ số nhiều, số ít. Mặc dù là nhiều tiền nhưng mà tiền đếm được không? Không. Cho nên là phải to be là phải số ít thế thầy. Nhưng mà cái này quá khứ rồi, cho nên phải là was. Được chưa? A lot of money was gì nữa nào đây? Stolen thì cột 3 của nó là stolen in the robbery. Tưởng tượng được chưa? Quá đơn giản. Ok, thì mấy bạn phải coi chủ ngữ số ít số nhiều nha, chủ ngữ số ít là rõ ràng, mặc dù là nhiều. Ok, nhưng mà cái này là gì? Đây là không đếm được. Nhưng mà giả bộ mấy bạn nói là gì? Rất là nhiều hoa, a lot of, ví dụ như là flowers. Được chưa? Số nhiều nè, đếm được nè. Cho nên là quá khứ phải là gì? Were, đúng không? Bởi vì cái này đếm được mà. Ok, còn đối với trường hợp này không đếm được. Bởi vì nó là không đếm được cho nên phải là số ít. Ổn ha. Rồi, tiếp tục. Tôi là dọn, lau dọn phòng của tôi mỗi ngày. I clean my room mỗi ngày. Every day là tôi dọn phòng tôi mỗi ngày. Ok, rồi sau đó ví dụ bạn em vô phòng của bạn của em đi, nói ôi phòng này gọn gàng quá, vừa nói trời phòng của tao được dọn mỗi ngày mà, phòng của tao được dọn mỗi ngày. Nhưng mà biết ai dọn không? Không, có thể là em hoặc là mẹ em hoặc là người bà giúp việc, đúng không? Cho nên cái người mà dọn là không còn quan trọng, cái người mà gây ra cái việc mà dọn là không còn quan tâm. Được chưa? Chữ gây ra là chữ gì mấy bạn nhớ không? Chữ gây ra chữ gì? Chữ cause nè. Thầy dạy chữ cause là chữ gây ra chứ, chữ cause nè. Được chưa? Gây ra sâu răng á, cavity bữa thầy dạy đó. Được chưa? Đó, cho nên mình nói là căn phòng này nó được dọn mỗi ngày. This room được dọn, bởi vì cái này là hiện tại đơn mà, một cái thói quen mà, cho nên phải dùng is. This room is được dọn, clean mà vào cột 3, cột 2 của nó rồi, chỉ còn thêm ed thôi. This room is clean every day. Được chưa? This room is clean every day. Như thế này đây. Ổn ha? Rồi. Ok, nhưng mà quan trọng là gì? Đây là câu khẳng định, bây giờ câu hỏi. Được chưa? Hỏi. Ồ, cái phòng này gọn gàng quá ha.
nó có được lau dọn mỗi ngày hay không? Được chưa? Đây là câu hỏi trả lời gì? Có hoặc là không. Được chưa? Câu hỏi mà có trả lời có hoặc là không đối với trường hợp mà bị động. Thì các bạn câu hỏi thì bắt buộc trước giờ mình học gì? Thì vừa quay lại thời gian, quay lại thời gian trước giờ đặt câu hỏi. Thì một câu hỏi có động từ trong câu thì mấy bạn phải mượn trợ động từ do hoặc là does hoặc là gì? Did nếu mà quá khứ, đúng không? Mượn trợ động từ nếu mà trong câu có động từ. Nếu mà trong câu không có động từ phải mượn gì? To be, is, am, are nếu hiện tại hoặc là was, were, one lên đầu câu. Được chưa? Đó, nhưng đối với trường hợp mà bị động nó có động từ bị động nhưng mà rõ ràng là có to be thì bắt buộc là one to be lên đầu. Được chưa? Thì bây giờ thầy có to be ở đây, is ở đây. Ok, thì one to be lên đầu, được chưa? Is this room, khỏi biết câu hỏi gì this nữa. Is this room cleaned every day? Câu hỏi thì có dấu chấm hỏi. Rồi sau đó trả lời có không thôi. Yes it is, no it's not. Hiểu chưa mấy bạn? Được chưa? Là có còn quan tâm là ai là người lau không hả? Chỉ còn nói là gì? Ờ, căn phòng này có được lau dọn mỗi ngày hay không? Được chưa? Tưởng tượng được đúng không? Đó, ok. Thì các bạn có thể viết cái ví dụ này vô thầy. Ok, 1 phút cho bạn viết. Ok, học lẹ rồi, ăn này mấy đứa rồi, đói bụng quá rồi. Đó. Ổn ha. Đó thì muốn có bởi ai á thì thêm chữ bơ bay vô thôi. Được chưa? Ổn chưa? Kế kế. Rồi, thầy sẽ cho ông ví dụ đó chính là chữ bây giờ thầy sẽ nói đó chính là ngày hôm qua tôi đến một cái buổi tiệc, bây giờ người A và người B nha, người A là gì? Ngày hôm qua tôi đến cái buổi tiệc của Nam. Ngày hôm qua, yesterday, thôi last night đi, đêm hôm qua đi. Last night tôi đến buổi tiệc của Nam. Được chưa? Thì cái này rõ ràng quá khứ đơn rồi. I came to Nam's party, buổi tiệc của Nam. Được chưa? Đó, rồi sau đó thầy người B nói là ôi, tôi không được mời. Ủa vậy hả? Trời ơi, thằng Nam nó thân với tôi vậy mà nó không mời tôi. Vậy là gì? Nó không mời tôi là cái này chủ động rồi. Để nói là gì? Oh, really? Really? Thấy chỗ nào mà nó có trống trống chút xíu đây. Đây, really? Anh ấy không có mời tao luôn á mày, nó không có mời tao luôn. Được chưa? Thì đó hả, nó không mời tao luôn, bởi vì cái này nó liên quan tới hiện tại hoàn thành hay là quá khứ đơn. Cái buổi tiệc nó xảy ra rồi, cái việc mà nó không mời là xảy ra trong quá khứ luôn rồi, cho nên phải dùng quá khứ đơn. Anh ấy nó không mời, mình có chữ mời là chữ gì? Invite. Bây giờ không mời, invite là động từ, cho nên là thầy có không là gì? Didn't, đúng không? Đó, mình có chữ invite là mời nha các bạn. Invite là mời, ai chưa biết thì viết vào invite, nhấn vô âm tiết thứ hai là mời. Anh ấy không mời, bên này chủ động mà. Ok, nó không mời tao. He didn't invite me. Được chưa? Really? He didn't invite me. Ok, hoặc là gì? Bây giờ mấy đứa, ủa vậy hả? Tao không được mời luôn á mày. Được chưa? Bây giờ rõ ràng bây giờ ai mời đây? Rõ ràng là buổi tiệc của Nam thì nó phải mời mình rồi. Cho nên mình khỏi còn quan tâm là tôi không được mời bởi Nam, không ai nói vậy chưa? Được chưa? Một là nó không mời tao, he didn't invite me. Hoặc là gì? Tao không được mời, bởi vì cái này buổi tiệc nó đã xảy ra rồi. Được chưa? Đó cho nên phải dùng quá khứ bị động trong quá khứ đơn đúng không? Thì nói là gì? Oh really? Ai gì đấy? Không được mời. Nói sao các bạn? To be phía sau đúng không? Là gì? I was. Nhưng mà phủ định là phải gì? I wasn't. Là I was not đó. I wasn't được mời. Invite. Được chưa? Ok. Mà cái này invite chứ không phải invite. Invite. Ok. Rồi sau đó là cột ba chỉ còn thêm D thôi. I wasn't invited. Nhanh gọn như vậy. Được chưa? Last night I came to Nam's party. Rồi sau đó thì cả nó không mời tao hoặc là tao không được mời. I was invited. Rồi sau đó thích á thì thêm chữ by him. Bởi anh ấy, không ai thật sự không ai nói là I wasn't invited by him hết trơn. Được chưa? Bởi vì phía trước đó là có nó Nam rồi, khỏi còn by him chứ mất không. Mấy bạn tưởng tượng được chưa? Đó, ok thì viết cái ví dụ này cho thầy nha. Rồi sau đó thầy sẽ làm cho các bạn thêm hai câu ví dụ nữa. Rồi sau đó mình nghỉ. Ok. Viết ví dụ này vô đi.
Thôi ok ha, rồi mình sẽ thử một chút xíu ví dụ là mình ngủ nha má. Rồi vô. Có ví dụ là nó dễ dễ cho các bạn nè. Trời ơi toàn là từ vựng không mấy đứa ơi. Chết rồi chết rồi. Rồi bây giờ thầy sẽ cho cái ví dụ này nha. Cái này toàn là từ vựng mới không vậy ta? Rồi thầy cho ví dụ này. Đây ví dụ thầy nói là gì? We don't use this office anymore. Mấy đứa thấy chữ anymore thấy quen quen không? Anymore thầy dạy cho ta. Anymore thầy chưa dạy. Được chưa? Nhưng mà cũng học luôn thầy. Anymore là gì? Ví dụ thầy anymore. Anymore sử dụng trong câu phủ định mang nghĩa là nữa. Được chưa? Anymore sử dụng trong câu phủ định mang nghĩa là nữa. Ví dụ như anh không còn yêu em nữa. I don't love you anymore. Được chưa? Đó thì mấy bạn viết cái ví dụ của thầy. I don't love you anymore. Anh không còn yêu em nữa. Được chưa? Đó chính là chữ anymore. Anymore sẽ xuất hiện trong câu phủ định nữa. I don't love you anymore. Ok. Rồi kịp không? Rồi thì câu này gì? We don't use this office anymore là tôi gì? Tôi chúng tôi không sử dụng cái văn phòng này nữa. Được chưa? Rõ ràng nè. Chúng tôi không sử dụng cái văn phòng này nữa. Ok thì cái này dùng hiện tại được. Cái bên này là một cái sự thật rồi. Một sự thật này thì dùng hiện tại được. Ok. Đó, cái sự thật này dùng hiện tại được. We don't use this office anymore giờ. Mình có gì đây? Chủ ngữ là we. Động từ là gì? Use mà phủ định là không nói rồi nè. Rồi sau đó sử dụng cái nào để tân ngữ là cái nào đó chính là chữ this office nè. Được chưa? Đó vậy mình nói như thế nào thì mình nói là gì, cái văn phòng này nó không còn được sử dụng nữa. Được chưa? Cái văn phòng này không còn được sử dụng nữa. Cái văn phòng là gì? This office. Được chưa? Mấy cái văn phòng đấy, một cái văn phòng cho nên là số ít rồi. Ok mà cái này hiện tại đương mà phải có số ít là gì? Is. Được chưa? Mà không còn là gì? Is not. Đúng không? Đó, sử dụng là gì? Use. Mà cục 2, cục 3 có sử dụng là gì? Chỉ còn thêm D thôi. This office is not used nữa anymore. Ok, khỏi còn by us cho mắt con. Khỏi đứa dễ bộ mấy đứa thích by us nè. Đó, đúng là gọi là đúng phải sử dụng by us là khỏi, bỏ. Cái gì mà có we khỏi còn by cho mắt con. Để chỉ con nói nha, oh this office is not used anymore. Không có ai nói mà this office is not used anymore by hết trơn. Không ai nói vậy hết trơn, tào lao lắm. Được chưa? Dư thừa. Hiểu không mấy bạn? Ok ha, đó, rồi. Ổn ha, đó, để coi, để coi. Rồi, ví dụ số 7, rồi sau đó nhảy sang ví dụ số 8. Còn cái mấy cái bài này để thầy coi có nên cho mấy bạn làm không. Bởi vì toàn là ví dụ nó có từ vựng mới á, cho nên thầy cũng không dám cho coi là cho làm. Rồi, thì có thể là thầy sẽ tạo một cái bài về bị động hiện tại đơn và quá khứ đơn, nhưng mà sử dụng cái từ vựng trước giờ mấy đứa đã được học, để mấy đứa vừa học ngữ pháp mới mà vừa ôn lại từ vựng mới luôn. Được chưa? Đó làm vậy cho các bạn ôn để các bạn chóng quên. Ok rồi, đọc coi tiếp theo. They invited 500 people to the wedding. Ở cái này quá đơn giản rồi. Được chưa? Là họ đã mời 500 người đến cái buổi tiệc. Được chưa? Thì mình nói là gì? 500 người đã được mời đến buổi tiệc bởi họ. Có bởi họ cũng được, không có cũng không sao. Thì nói như thế nào? 500 gì đấy? People. Được chưa? Rồi mình có nói là gì? 500 people đến buổi tiệc không? Không. Phải nói gì? 500 người đã được mời đến buổi tiệc. Chứ không ai nói là gì? 500 người đến buổi tiệc đã được mời. Không ai nói vậy mấy đứa. Được chưa? Cho nên để làm á, thì mấy đứa phải cố gắng đọc dịch nghĩa cho thầy. Cái nào nó hợp á, thì mình hãy chọn. Mấy đứa hiểu không? Đó làm bài, bởi vì mấy đứa ở cơ bản á, nhìn vô mấy đứa vẫn chưa gọi là xử lý kịp cho nên phải dịch. Ok chứ không phải mình thấy chữ 500 people cái quăng chữ to the wedding cái chết nha. Được chưa? Thì nó là gì? 500 people gì đấy, bởi vì cái này là quá khứ rồi cho nên phải gì là were. Được không? Số nhiều mà 500 người là nhiều rồi. Rồi sau đó là gì? Invite như thế nào? Bị động thì phải thêm cột ba invited. Được chưa? Rồi đến như nào đó to the wedding, hiểu chưa? Đó, ok, 500 people were invited to the wedding. Tưởng tượng được chưa? Ok, rồi, vậy ngày hôm nay mình đã học gì? Hiện tại hoàn thành.
Thầy nghĩ là ngày hôm nay sẽ hoàn thành nhưng mà không hoàn thành nổi luôn, thấy chưa? Ok, và thứ hai đó chính là ngày hôm nay mình học bị động, được chưa? Đó, hiện tại hoàn thành. Ngày hôm nay mình học thêm một cái nữa, đó chính là dùng để diễn tả một việc đã xảy ra trong quá khứ và tới giờ vẫn còn tiếp diễn. Dấu hiệu là gì? Khoảng thời gian, for, vài năm, khoảng thời gian vài năm, vài ngày, vài tháng gì đó. Mốc thời gian là gì? Giáng sinh năm ngoái, năm 2020, kể từ, mang nghĩa là kể từ năm 2020, được chưa? Rồi gì nữa? Kể từ lúc mà tôi còn nhỏ, kể từ lúc mà tôi 3 tuổi chẳng hạn vậy. Ok, rồi tiếp theo dấu hiệu nữa là gì? Recently, dạo gần đây. Ok, rồi tiếp tục còn gì nữa? So far, đây mang nghĩa là gì? Cho đến thời điểm ngay bây giờ, cho đến tận bây giờ. Ok, còn dấu hiệu gì nữa? Đó chính là for a long time, đã lâu lắm rồi, được chưa? Hoặc là gì? For ages, các bạn nhớ for ages chưa? Ok ha, đó đó chính là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành thôi. Ổn ha, rồi sau ngày hôm nay mình học bị động, hiện tại đơn và hiện tại đơn và quá khứ đơn. Do cấu trúc là gì? Chủ ngữ, cái người, cái đối tượng mà đã bị tác động á, chủ ngữ, rồi sau đó là to be, rồi sau đó là động từ của ba. Ok, muốn mà bởi ai đó, muốn nhấn mạnh bởi ai đó thêm chữ by, và sau đó là người nào đó thôi, hoặc là vật nào đó thôi. Ok, tưởng tượng được chưa? Đó, thì ngày hôm nay học nhiêu đây. Rồi, thì ngày mai thầy nhắc lại, đó chính là ngày mai mình sẽ học lúc 10 giờ nha. Ok, rồi ngày mai thì có thể là thầy sẽ gửi cái số tài khoản cho thầy, rồi mấy bạn bắt đầu hoàn thành học phí với thầy luôn nha. Có thể là hoàn thành có hình như là tháng trước. Trước khi mà mình nghỉ dịch là có bạn vẫn chưa đóng thầy, thì có thầy sẽ list, thầy sẽ liệt kê rồi các bạn đã hoàn thành cho thầy luôn nha. Đó, rồi nói chung là ai mà kiểu như là dịch thì bố mẹ các bạn không làm việc được thì không có tiền để đóng thì cứ nhắn tin riêng nói với thầy. Ok, thầy có thể cho đóng chậm, qua dịch thì đóng sau cũng được, không sao. Ổn ha. Đó, chứ đừng có im im nha. Đó, có bất kỳ vấn đề gì vô nhắn tin cho thầy. Ok, nhớ ngày mai 10 giờ học, không ngủ trễ nha. Ngày mai sẽ thả lúc 9 giờ 50 nha, canh 9 giờ 50 rồi vô nha, chứ không phải đúng 10 giờ, cái đúng 10 giờ vô đâu. Ok, rồi, bye mấy đứa. Thank you.